Chương 1 Gặp gỡ Nguồn Mê truyện audio com Tháng 10 mùa thu vàng, phong cảnh mê người, sau quốc khánh, thời tiết đã dần dần mát mẻ, đứng dưới ánh mặt trời cũng sẽ không làm người ta cảm thấy oi bức nữa. Chu sơ niên đợi mãi Trần Thiến mới tới nơi, cô lôi kéo bạn tốt vừa mới đến đi phía trước, hôm nay cô tới đây để thưởng thức, đây là cuộc triển lãm hội họa lớn nổi tiếng trong và ngoài nước, bởi vì quy mô lớn, người tới xem không ít, Nhìn hàng người xếp hàng từ buổi sáng là có thể đoán được. Trong lần triển lãm hội họa này có một vị họa sĩ mà Chu Sơ Niên vô cùng yêu thích, trước kia cô học vẽ nên phương diện này cũng có hứng thú, cộng thêm gần đây cô không có linh cảm sáng tác manga liền đi xem xem biết đâu lại có linh cảm, Trần Thiến không có nhiều hứng thú xem tranh, có lẽ đi một vòng liền bỏ lại Chu Sơ Niên đi mua đồ ăn vặt một mình. Chu Sơ Niên ở lại thật lòng thưởng thức một loạt, Trần Thiến còn chưa trở lại không khí trong phòng có chút ngột ngạt cô ngẫm nghĩ đi ra ngoài một chút hít thở không khí vị trí của hội triển lãm là một toàn cao ốc được cây xanh bao phủ ra ngoài sảnh của hội triển lãm có không ít chỗ nghỉ ngơi còn có vài người đang quay phim sáng nay cô dậy sớm có chút mệt trả rời liền tùy tiện tìm cái ghế đá ngồi chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi vừa ngồi chưa tới 2 phút bên tai liền truyền tới âm thanh trầm thấp vô cùng từ tính êm tai khiến cho người ta muốn gần thêm một chút để nghe rõ ràng hơn âm thanh ngày càng gần chu sơ niên theo bản năng mở mắt ra hướng về phía âm thanh phát ra vừa nhìn ánh mắt liền không rời đi được một người đàn ông đứng cách cô không xa nghiêng người về hướng cô đứng thẳng người dưới bóng cây tia sáng mặt trời xuyên qua từng tầng lá chiếu lên người ánh nắng đem thân hình của anh như phát sáng có chút chói mắt người nọ mặc quần đen và áo sơ mi trắng bởi vì đứng về hướng Chu Sơ Niên nên cô có thể rõ ràng mà nhìn thấy đường cong cánh tay cùng dáng người bên dưới áo sơ mi, hơi đi lên một chút có thể nhìn tới một đôi bàn tay thon dài và khớp xương rõ ràng, mu bàn tay trắng nõn mê người. Xuống chút nữa là áo sơ mi nhét vào trong quần tôm lên dáng người cân xứng cùng đôi chân dài khiến nhiều người hâm mộ, ánh mắt Chu Sơ Niên lướt từ trên xuống lại từ dưới lướt lên, lúc này mới cẩn thận nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, mũi cao thẳng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối bờ môi nhấp nhẹ, phản phất tâm tình không vui, như đang gặp chuyện khó giải quyết không nhìn rõ cả khuôn mặt, nhưng dựa theo kinh nghiệm phong phú của Chu Sơ Niên, từ nửa bên liền có thể khẳng định người trước. Mắt nhất định rất đẹp, huống chi dưới ánh mắt của một họa sĩ truyện tranh, tỷ lệ dáng người của người trước mặt này đủ để người người hét lên, cô nhìn một chút, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình tượng, sau đó cô không tự chủ được cần máy ảnh treo trên cổ tay. Muốn chụp ảnh, nghĩ như vậy, cô liền an ủi sắc đẹp lớn nhất. Tạch tạch một tiếng, âm thanh máy chụp rõ ràng vang lên khiến người gần đó chú ý. Chu sơ niên cầm máy ảnh cứng ngắc tại chỗ, cùng người đàn ông nhìn nhau, nghe được âm thanh, hoắc gia hành cầm điện thoại quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một đối mặt với một đôi mắt đầy kinh ngạc ngượng ngùng, vừa muốn động đậy, người kia kiền hoảng sợ chạy mất, anh hơi giật mình, không muốn đuổi theo, dường như người bên kia điện thoại nghe thấy tiếng động, cất tiếng hỏi sao vậy? Hoắc gia hành cục mắt xuống, nhìn phương hướng đã mất bóng người thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói. Không có việc gì, cậu nói tiếp. Thanh âm của trợ lý từ đầu bên kia truyền lại, Hoắc gia hành tỉnh táo nghe đưa ra quyết sách. Ép giá thấp thêm chút. Trợ lý có chút khó khăn. Nhưng vương tổng bên kia. Hoắc gia hành một tay đút túi, cười lạnh. Không thương lượng, nếu hắn không đồng ý vậy để hắn xéo đi. Nghe vậy, trợ lý nơm nớp lo sợ đáp ứng. Vâng, tôi hiểu được. Hoác gia hành nhàn nhạt ứng tiếng, hơi cục mắt xuống dặn dò vài câu, liền cúp điện thoại. Anh quay đầu, nhìn vị trí bên cạnh một chút, ngẩng đầu nhìn camera cách đó không xa, khóe môi câu lên một đường cong, lạnh nhạt tự nhiên rời đi. Chu sơ niên cầm máy ảnh nhanh chóng chạy, chạy vào đại sảnh gặp phải Trần Thiến về, cô mới che lấy trái tim nhỏ của mình đang nhảy lên quá nhanh, lôi kéo người hướng góc khuất cậu làm sao vậy trần thiến nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô chế nhạo trêu ghẹo làm việc trái với lương tâm rồi chu sơ niên lắc đầu vỗ mình trái tim nhỏ chỉ cảm thấy kích thích cô hồi tưởng đến người kia mặt mày tinh xảo cùng với đôi mắt sâu không thấy đấy chỉ cảm thấy đáng tiếc không chụp được cả mặt tớ vừa mới gặp một người hả trần thiến nhíu mày chờ cô nói tiếp sơ niên nhỏ giọng nói dáng người vô cùng đẹp Câu nói sau còn chưa kịp nói ra miệng, đột nhiên kéo quần áo Trần Thiến càng kích động, chỉ vào hướng kia nói. Đó đó đó, chính là người kia, dáng dấp vô cùng đẹp. Trần Thiến ngây ngốc, nhìn theo hướng tay cô chỉ, trừng mắt lớn nhìn về lại phía cô. Người này. Đúng đúng đúng. Chu sơ niên lôi kéo cánh tay Trần Thiến, khuôn mặt nhỏ biểu lộ đặc biệt phong phú, vô cùng kích động. Tớ có ý nghĩ này. Nói đi trần thiến hơi có vẻ chờ mong loáng thoáng cảm thấy vị bạn tốt này muốn nói là chuyện lớn tớ muốn chụp lén người kia trần thiến trừng to mắt nhìn cô nhìn lại người đàn ông cách đó không xa nuốt nước miếng đè ép giọng nói cậu xác định chu sơ niên hơi khẳng định xác định cô không đợi trần thiến phản ứng nói thẳng cậu giúp tớ đánh lạc hướng tớ điều chỉnh nhỏ tiếng máy ảnh trần thiến ô cờ. Mười phút sau, Chu Sơ Niên mặt đỏ tới mang tai, chục dạ cầm trong tay mình chiến lợi phẩm, lôi kéo Trần Thiến chạy khỏi đại sảnh triển lãm qua một tuần sau, bởi vì trong tay có mấy bức ảnh coi như rõ ràng, khoảng thời gian này linh cảm sáng tác manga của Chu Sơ Niên giống như chảy ra, liên tục không ngừng, dẫn đến biên tập của cô mỗi ngày đều cuốn lấy cô tìm hiểu, đến cùng là ai có mị lực lớn khiến cho cô nhiều linh cảm như vậy. Nhất định phải đi ôm đùi người đó, thật là vô cùng cảm ơn nha đối với thỉnh cầu của biên tập chu sơ niên làm như không thấy cô không thể nói với biên tập của mình là cô phải hóa thân thành biến thái mới chụp tới ảnh chụp cái này sẽ hủy đi hình tượng của cô giao xong bản thảo trong vòng một tháng cô coi như thả lỏng vừa định cùng trần thiến ra ngoài phóng túng một lần chu sơ niên liền nhận được điện thoại khẩn cấp của học tỷ đi tới văn phòng giáo viên hỗ trợ làm gì vậy à Cô chạy chậm đến đến văn phòng, học tỷ đem tài liệu trong tay cho cô, dặn dò. "Không phải sáng mai trường học có lão tổng của tập đoàn Gia Thịnh tới diễn thuyết sao, hiện tại nhân lực không đủ, thầy cô nhờ em sáng mai xuống tiếp đãi cùng ghi chép." Chu Sơ Niên sững sờ chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. "Được rồi, buổi sáng ngày mai thật sao?" "Đúng vậy, buổi sáng 8 giờ nha, chúng ta cùng đi tiếp đãi khách khứa." "Vâng ạ." À. "Nói chút những điều cần chú ý." Chu Sơ Niên ở đại sảnh hỗ trợ sắp xếp cái bàn, mới kết thúc công việc về ký túc xá, trở về ký túc xá, cô còn chưa kịp nhìn tư liệu, liền bị biên tập hô hào bắt vẽ một trang bìa, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, cô cũng không biết người mình muốn tiếp đãi hình dạng ra sao, nhưng ngược lại nghe được không ít tin tức, Hoắc Gia Hành là tổng giám đốc của tập đoàn Gia Thịnh, 28 tuổi, tuổi trẻ tài cao, là học sinh ưu tú của trường, lý lịch phong phú đến làm. Người tắt lưỡi là nhân vật xa không thể chạm, nghe nói, dáng dấp còn rất tuấn tú, dáng người vô cùng đẹp, nhưng đây đều là nghe đồn, anh hiếm khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng sẽ không có ảnh chụp lộ ra ngoài, cho dù là có, cũng đều là mơ hồ không rõ, Chu Sơ Niên đối với loại nhân vật như vậy không mấy hứng thú, cảm thấy là người cao không thể chạm, cho nên liền chỉ đúng quy đúng cũ đi theo môn học tỷ, chuẩn bị tiếp đãi. 9 giờ sáng, xe đúng giờ đổ ở cửa chính trường học, hàng phía trước chính là hiệu trưởng trường học cùng các ban lãnh đạo, gặp mặt nắm tay, Chu Sơ Niên cùng học tỷ đứng tại một bên, nghe âm thanh trầm thấp có chút quen thuộc, lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy cô liền choáng váng, cô đờ đẫn nhìn người đàn ông cách đó không xa, nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt trước mắt này, người đàn ông này là người mình chụp lén ở triển lãm hội họa, còn nữa, trừ cái đó ra, gương mặt này còn bị cô vẽ. 1 Mười lần trở lên đi. Ngày đó chụp qua ảnh về ký túc xá, vì kích phát lâm thời hiện lên linh cảm, cô liền nhìn ảnh chụp vẽ lên mấy bức họa, khắc sâu ấn tượng, có thể nói hiện tại chỉ cần cầm bút vẽ, không cần quá nhiều suy nghĩ, cô liền có thể dễ dàng phát họa ra khuôn mặt của anh cùng thân hình học tỷ quan sát đến hành động của cô, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Chu sơ niên trầm mặt xuống, lắp bắp nói. Không có không có gì. Cô đang nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao để kiếm cớ rời đi, người kia lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hai người bốn mắt nhìn nhau, thẳng tắp đối mặt. Hoác gia hành trên mặt mang lãnh đạm xa cách cười, khi nhìn đến cô, khóe môi vẽ lên có như không một đường cong, rất nhạt rất nhạt, nhưng chu sơ niên lại rõ ràng nhìn thấy người này. Sẽ không phải là nhận ra cô đi, may mắn lãnh đạo ở phía trước không có phát hiện vấn đề gì, giới thiệu qua sau liền dẫn Hoắc Gia Hành cùng đoàn người đi về đại sảnh diễn thuyết bên kia, ven đường không ít ánh mắt rơi vào Hoắc Gia Hành, có tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Chu Sơ Niên giật giật quần áo học tỷ, nhỏ giọng hỏi: "Chút nữa em không tiếp đãi có được không?" "Học tỷ, em nói cái gì?" Chu Sơ Niên sợ xuống, ho vừa nói: "Không có gì." Tới đại sảnh diễn thuyết, bọn họ tiến vào văn phòng ở bên cạnh, Mấy người hàng huyên vài câu, giáo sư nhìn hai cái đuôi sau lưng mình, cùng hoắc gia hành giới thiệu. Đây là hai học sinh của tôi, ngày hôm nay để các em giúp cậu ghi chép đi. Hoắc gia hành thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn qua hai người, khẽ vuốt cầm, giọng điệu lạnh lẽo vắng vẻ. Làm phiền. Học tỷ. Không có gì. Chu sơ niên. Từng. Đám người. Tiếp đãi kỳ thật chính một nhiệm vụ nhỏ, không khó, bưng trà đổ nước, vô cùng đơn giản. Sau khi làm xong hết thảy, Chu Sơ Niên đứng cách đó không xa nhìn về phía người đàn ông ngồi cách đó không xa, có chút thất thần. Không thể không nói, người ở trước mắt này đúng như lời đồn, ngũ quan thâm thúy, bộ dáng ưa nhìn, khí chất lỗi lạc, các phương diện đều đủ để để phần lớn phụ nữ rung động, chính lúc cô mất tập trung, đột nhiên nhìn thấy người ấy chỉ chỉ về phía cô, giọng điệu đạm mạc, giống hoàng thượng cổ đại chọn phi tử thị tẩm bình thường tùy ý, cô ấy đi. Chương 2 Treo chọc Nguồn Mê truyện audio com Đến khi cầm giấy bút trong tay, chu sơ niên mới hoàng hồn, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nơm nớp lo sợ nhíu mày, xê dịch cái mông ho nhẹ. Hoắc tổng, có thể bắt đầu rồi. Ngay vừa rồi, văn giáo sư, cũng chính là thầy giáo của bọn họ hỏi Hoắc gia hành, để ai làm ghi chép, theo sắp xếp hẳn là học tỷ. Kết quả ông chủ hết lần này tới lần khác không theo kịch bản, chọn binh chọn tướng chọn cô, cho nên thành ra Chu Sơ Niên ngồi trên hoắc gia hành cách nhau không đến một mét, tới gần chút, cô còn có thể ngửi được mùi hương trên người này, cảm giác không thuộc về những chàng trai trong sân trường, hoắc tổng không giống họ. Cách diễn thuyết chính thức không đến 20. Phút, nên phỏng vấn người diễn thuyết vài vấn đề, sắp xếp lại câu hỏi trong tay một chút, cô bắt đầu đặt câu hỏi, hầu hết vấn đề đều được sàng lọc qua trước đó, đa số đều liên quan tới phương diện sự nghiệp, thỉnh thoảng sẽ có một hai câu liên quan tới vấn đề riêng, nhưng đều đúng mực. Tay run rẩy viết xong ghi chép, Chu Sơ Niên đưa cho trợ lý bên hoắc gia hành hỏi. Ngài nhìn xem, như này được chưa ạ? À? Trợ lý ngước mắt nhìn nhìn hoắc gia hành, hoắc gia hành nhìn bản ghi chép trước mắt, nhíu mày, chữ viết cũng không tệ, có thể nhìn ra là có công mài sắc. Được rồi, cứ như vậy đi. nghe vậy, chu sơ niên trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cô biết trước kiểu nhân vật lớn như này sẽ không so đo tính toán với loại nhân vật nhỏ bé như cô. chụp có mấy bức ảnh sẽ xảy ra chuyện gì lớn. hoắc gia hành nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, im lặng giật giật môi, đem trong tay tư liệu giao cho trợ lý. thời gian diễn thuyết đến rồi, một đoàn người đi ra ngoài, chu sơ niên cùng học tỷ đi theo, ngồi ở hàng đầu tiên. hình như lần này hoắc gia hành tới trường học diễn thuyết là lần thứ hai theo nguồn tin lần trước, tạo được tiếng vang rất lớn, nhưng kia cũng chỉ là lời đồn, cô ngồi tại chỗ ho âm nhẹ, khi hoắc gia hành lên đài diễn thuyết, bạn học ngồi phía sau nghị luận ầm ĩ. Vui má! Sao lại đẹp trai được như vậy? Mị lực của đàn ông trưởng thành là đây, cảm giác bị hắn nhìn một cái tôi đều không cầm giữ được. A a a a lúc trước nghe nói hoắc tổng của gia thịnh vô cùng đẹp trai, không nghĩ là thật. Nhanh chụp trộn mấy tấm hình đi. Cô yên lặng nghe, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trên đài, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hoắc gia hành nhìn qua, trong lòng cô rung lên, yên lặng cúi đầu nhưng không thể không thừa nhận, tin đồn về Hoắc gia hành, đúng là mị lực mười phần, tiếng nói trầm thấp lại có từ tính truyền khắp cả cái đại sảnh, đa số các bạn học đang ngồi là chuyên ngành, đương nhiên cũng có các ngành khác tới học tập, sang đây xem Hoắc tổng trong truyền thuyết, đại sảnh diễn thuyết chen chúc chật như nêm cuối, Chu Sơ Niên không phải sinh viên chuyên ngành tài chính, chỉ là quan hệ khá tốt với văn giáo sư, xem như nửa học sinh của thầy, sau đó bị kéo qua đi, vốn dĩ cô đối với thị trường tài chính không có một chút hứng thú, nhưng hoắc gia hành diễn thuyết có một loại mị lực, để người ngoài nghề đều có thể dễ dàng nghe hiểu về thị trường, bất tri bất giác, cô cũng nghe đến mê mẩn. Tôi Mị lực cái mẹ gì cười mỉm, mê trai thì có đến khi diễn thuyết kết thúc, còn có một mục dành cho các sinh viên đặt câu hỏi, những câu hỏi này đều không quá cứng nhắc, tự do lựa chọn. Có vài học sinh có chuyện đi về trước, nhưng người đi cũng không nhiều lắm, Chu Sơ Niên nhận được tin tức từ Trần Thiến, nói với học tỷ bên cạnh. Học tỷ, em ngồi ở phái sau nhé, khi nào có việc chị gọi em nha, ok em đi đi. Tới khi ngồi bên cạnh Trần Thiến, Chu Sơ Niên mới cảm thấy mình thả lỏng không ít. Cậu làm sao vậy? Chu Sơ Niên đưa tay chỉ. Thấy rõ người trên đài không là người đàn ông lần trước tớ chụp trộn. Trần Thiến ngẩng đầu nhìn một chút, cười. Tớ biết rồi. Cô đè thấp tiếng nói. Tớ còn mang giấy vẽ đến cho cậu, ngày hôm nay cậu có thể quan minh chính đại vẽ, có cảm thấy kích động không? Nghe vậy, Chu Sơ Niên quay đầu trừng mắt cô, mặt khó có thể tin. Cậu biết thân phận của anh ta trần thiến nhỏ giọng nói chỉ có cậu mỗi ngày đâm vào thế giới đối với mọi thứ chung quanh không quan tâm mới không biết Hoắc gia hành xác thực không có quá nhiều ảnh chụp nhưng mà thân là học sinh của trường chỉ cần dụng tâm tìm hiểu là có thể nhìn thấy ảnh chụp lần trước nhìn thấy trần thiến đã nhận ra sở dĩ không có nói cho chu sơ niên là không muốn đánh mất nhã hứng của cô chu sơ niên đen như chó nếu cô biết thân phận của người này ngày đó chắc chắn sẽ không có gan chụp lén, Trần Thiến tràn đầy phấn khởi mà đem giấy vẽ và bút cho cô, nhanh vẽ đi, cái này có thế là tiêu bản sống sờ sờ nha. Tớ không dám. Cô có chút sợ, Trần Thiến xùy một tiếng, nhìn cô ghét bỏ. Đằng trước nhiều người như vậy, anh ta không mắc tin đến mức có thể nhìn thấy cậu đang len lén vẽ anh ta đâu. Cô ấy nói cũng có đạo lý, Chu Sơ Niên nghe có chút rung động, Trần Thiến còn nói, Chu Sơ Niên cắn răng, ngước mắt mắt nhìn người đàn ông đang tiếp nhận câu hỏi của bạn học linh cảm tràn đầy nhìn không được vẽ lên cô vẽ rất nhanh cơ hồ khi vấn đáp kết thúc liền vẽ xong trần thiến nhìn qua một tiếng đẹp chu sơ niên ho nhẹ đè ép cánh môi nói nhỏ giọng một chút hiện tại cô luôn cảm thấy bất an vụn trộm chụp ảnh coi như xong còn vụn trộm vẽ người ta cô cất bức họa vào trong túi mới cảm nhận được nhịp tim đập chậm lại sau khi diễn thuyết kết thúc, hoác gia hành cùng lãnh đạo trường học đi khách sạn ăn cơm trưa, khách sạn đã sớm đặt trước, ngoài lãnh đạo trường học, còn có mấy cán bộ hội học sinh, chu sơ niên không phải chức gì, vốn muốn vụng trộn chạy đi, văn giáo sư liền gọi cô lại. Sơ niên cùng đi nhé. chu sơ niên. Vâng. Cô đối với ánh mắt liếc nhìn của hoác gia hành, chột dạ nhéo nhéo lỗ tai của mình, giữa trưa, ánh nắng tràn đầy, trên đường đi chợt cơn gió nhẹ thổi qua, bởi vì trường học cách khách sạn rất gần cho nên đoàn người quyết định đi bộ qua. Chu Sơ Niên đi bên cạnh học tỷ, rơi ở phía sau hàng, hoặc gia hành đứng ở trong đám người, thân cao thẳng tắp, tay đút túi đứng đấy, hơi hơi nghiêng đầu cùng lãnh đạo bên cạnh giao lưu, thanh âm trầm thấp hữu lực, thông dong bình tĩnh, nói về vấn đề gì anh cũng có thể trả lời được, chậm rãi mà nói, Chu Sơ Niên nghe, chỉ cảm thấy hoặc gia hành người này. Nếu như ngày nào không làm bốt mà đi làm MC, khả năng cũng không tệ, thanh âm thật sự quá êm tai, nghiêm túc nghe, sẽ cho người cảm giác lỗ tai mang thai, vào khách sạn, Chu Sơ Niên cùng học tỷ tìm chỗ khuất ngồi xuống, phía trước đều là lãnh đạo, trên bàn ăn trò chuyện với nhau, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành cô hoàn toàn nghe không hiểu, cô im lặng ăn cơm, trên bàn cơm phi thường cố gắng biến thành con chuột chip chip đáng thương, cơm nước no nê, Chu Sơ Niên nhìn mọi người còn đang chậm rãi. Trò chuyện, yên lặng từ một bên ra ngoài, chuẩn bị đi hít thở không khí bên trong bầu không khí quá kiềm chế cô cảm thấy vẫn là bên ngoài thích hợp với bản thân cơm trưa ăn không ít đồ uống uống không ít còn uống một chén rượu vang nhỏ chu sơ niên tại cửa ra vào đứng một phút sau liền đứng dậy đi toilet vừa lúc đi ra cô thuận tay cầm điện thoại di động lúc này biên tập tập của cô gọi điện tới đọc một chút tôi thấy trang bìa bản thảo của em hôm nay rất tốt chu sơ niên nhẹ gật đầu sau đó thì sao chị muốn nói với em cái gì chủ biên ho nhẹ lời nói chính nghĩa chính là muốn hỏi một chút khi nào em có kỳ manga tiếp theo không thể không nói chủ biên cũng là một người tận tâm hết sức quản lý chỉ có bút danh manga chu sơ nguyên này đoạn thời gian trước không có một chút linh cảm toàn bộ nhờ cô dục mới ngẫu nhiên có thế ra một chút nhưng đều vẽ không được như ý mà hiện tại thật vất vả mới có linh cảm làm một chủ biên tận tâm hết sức có trách nhiệm nhất định phải ngay lập tức dục thêm bản thảo, chu sơ niên. Cô cúi đầu một tay cầm điện thoại, một tay vốc nước muốn vỗ xuống mặt, để cho nhiệt độ gương mặt hạ xuống một chút, cũng không có chú ý tới người phía sau lại gần, chủ biên còn đang như mẹ già căng dặn. Em thật vất vả có linh cảm vì cái gì không vẽ nhiều chút hả? Chu sơ niên chẹn họng nghẹn, bất đắc dĩ ho vừa nói. Đừng nóng nảy, ngày hôm nay em có rất nhiều linh cảm. Thật sự chủ biên nhịn không được hiếu kỳ làm sao có chu sơ niên ngẫm nghĩ một lát nghĩ nghĩ cảm thấy nói cho chủ biên cũng không có vấn đề gì nhịn không được nói hai câu trước đó linh cảm của em bắt nguồn từ một vị soái ca ngày hôm nay em lại thấy được cho nên linh cảm càng nhiều em còn vẽ mấy bức họa linh cảm nhiều lắm đấy chị đừng thúc giục em nữa vừa dứt lời bên cạnh truyền đến giọng nam quen thuộc thanh âm đè ép một chút cười bên tai vang lên cô chụp lén ai chu sơ niên không kịp phản ứng tưởng rằng chủ biên đang nói chuyện thốt ra nói tổng giám đốc tập đoàn gia thịnh vừa nói xong trong ống nghe truyền đến giọng nghi ngờ của chủ biên em đang nói gì chu sơ niên sợ sệt chỉ chốc lát cầm điện thoại di động ngây ngốc quay đầu khi nhìn thấy người đàn ông phía sau hơi nhíu một bên mày triệt để hóa đá cô 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 vừa mới nói cái gì chụp lén tổng giám đốc tập đoàn gia thịnh còn vẽ mấy bức tranh, là nơi phát ra linh cảm, không đúng, cô không nói cái gì đúng không, hoặc gia hành vừa lúc tiến vào liền thấy được nữ sinh này, nói như thế nào đây, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, con mắt rất linh động, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng không biết che giấu cảm xúc, khi nhìn thấy anh, một giây liền bộc lộ hết cảm xúc chân thực ra ngoài, anh nhớ rõ cô, chụp lén mình một lần còn quay lại chụp lần thứ hai, lá gan rất lớn, nhưng dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt, đến cửa trường học lần đầu tiên đã nhận ra, cũng chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tư muốn trêu chọc cô, mới sinh ra đoạn chỉ định phỏng vấn. Vừa nãy trên bàn ăn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nhìn như con chuột nhỏ đang ăn có chút thú vị cho tới hiện tại, hoặc gia hành dựa vào cửa, hai tay đút túi lãnh đạm mà nhìn cô, nghe được lời cô vừa nói, nhìn cô một mặt khẩn trương, không nhịn được muốn trêu chọc một chút, lời nói bên miệng không hẹn mà hỏi. Vẽ tôi sao? Chu Sơ Niên. Cô nuốt nuốt nước miếng, muốn biết hiện tại chạy đi có kịp không, Hoắc Gia Hành từng bước từng bước tới gần, xoay người cúi người mà nhìn cô, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Lấy tôi làm linh cảm. Tác giả có lời muốn nói, lâu sau, khi Chu Sơ Niên không cần Hoắc Gia Hành làm linh cảm, nhưng Hoắc Tổng cảm thấy bị vợ nhỏ dùng làm linh cảm rất thú vị, có một lần, cô đang vẽ manga, Hoắc Tổng tiến thư phòng lơ đãng nhìn, phía trên là một nam một nữ đang hôn nhau, Vẽ rất chân thực, rất có hình tượng, hoắc tổng nhướng nhướng mày, nhìn vợ mình. Vẽ chúng ta. Chu sơ niên. Không phải. Cô thật tự luyến, vẽ hình ảnh bọn họ hôn nhau, hoắc tổng trầm thấp cười một tiếng, ôm vợ mình lên bàn sách, ánh mắt cục xuống sáng rực mà nhìn cô, một tay chống đỡ bàn sách, một tay đỡ gáy cô hôn một cái. Nếu không phải, vậy anh cho em chút linh cảm, em vẽ một bức chúng ta hôn nhau. Tác giả Hoắc tổng không biết xấu hổ. Chương 3 Gặp lại Nguồn Mê truyện audio com Chu sơ niên theo bản năng lui về sau, nhưng vừa lui, đã chạm vào bồn rửa tay phía sau lưng, bên trên còn lưu lại nước liền thấm đến hông của cô, cô dừng lại một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang chậm rãi tới gần mình, khoảng cách gần, cô có thể rõ ràng thấy khuôn mặt của hoác gia hành, ngũ quan tinh xảo, làn da đều so với người đồng lứa càng tốt hơn, cô kinh ngạc phát hiện dưới khóe mắt của hoác gia hành có một nốt ruồi rất nhạt. Đối mặt với đôi mắt thâm thúy của anh, chu sơ niên. Liếm liếm môi, mềm giọng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Chụp ảnh cùng vẽ tranh, thật là cô không đúng. Đã bị phát hiện, chẳng bằng dũng cảm thừa nhận cho dù hoác gia hành thật sự muốn truy cứu trách nhiệm. Cô cũng sẽ nhận, nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức cô cảm thấy hoác gia hành không phải là người sẽ tính toán chi ly, đối với chuyện này, anh hẳn sẽ không thèm để ý, chỉ là khi biết được sẽ cảm thấy hơi khó chịu vậy, hoác gia hành cong môi lên, đuôi lông mày trao lại nhìn chăm chú vào cô bé trước mắt. Đôi mắt của cô rất sáng, khi tròng mắt chuyển động vô cùng linh động, từ đôi mắt nhìn xuống có thể biết được cô vô cùng khẩn trương, nhưng cũng dám nghĩ dám làm. Như vậy thôi. Chu sơ niên chần chờ giây lát, mở to đôi mắt nhìn anh, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Vậy, tôi xóa hình của anh. Dù sao đều nhớ kỹ, xóa cũng không quan trọng, nhìn xem đôi lông mày vẫn nhíu chặt của Hoắc gia hành, cô ho nhẹ, tiếp tục hỏi. Tôi xé bức vẽ đi. Đây là nhượng bộ lớn nhất của cô. Nếu như không phải có chút sợ hãi, Chu Sơ Niên là thật sự không muốn xé bức vẽ của mình, Hoắc gia hành nhìn chầm chầm cô trong chốc lát, nhìn đến đôi mắt ướt sủng của cô, trong đầu lơ đảng hiện lên hình tượng con thỏ nhỏ sợ sệt anh im lặng giật giật môi không cần a à, bức vẽ của em đâu mang theo sao chu sơ niên mang theo một bức hoắc gia hành gật đầu đưa bức đấy cho tôi việc này liền không truy cứu được cô vội vàng đáp ứng trước khi hoắc gia hành chưa kịp phản ứng liền từ bên cạnh vụng trộn chạy chậm ra khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng lấy túi, hoắc gia hành nhìn theo bóng dáng con thỏ nhỏ chạy mất, nhéo nhéo mũi của mình cảm thấy có chút đau đầu, trở lại phòng, người ở bên trong không khác mấy, chu sơ niên nhìn về phía một bên học tỷ, con mắt phát ra sáng, học tỷ, học tỷ bị cô nhìn tê cả da đầu, sao vậy? Chu Sơ Niên chỉ chỉ nói. Tất cả mọi người ăn gần xong rồi, em có thể về trước không? Em còn có chút việc. Học tỷ trần chờ một lát, nhưng nghĩ đến cũng không có việc gì lớn vừa nãy cũng có hai bạn học rời đi lúc này mới nhẹ gật đầu được em về trường học sao đúng đi thôi chu sơ niên sốt ruột cầm túi của mình trước khi hoắt gia hành trở lại chạy tới khi chạy đến cửa trường học cô mới che lấy cái bụng hơi đau thở dốc một hơi viện vách tường chậm rãi ngừng lại nếu như bức vẽ bình thường cô nhất định sẽ không đổi ý cho hắn nhưng bức họa ngày hôm nay mà cho chu sơ niên cảm thấy mình không thể ở trong trường học lăn lộn được nữa khả năng không đến một giờ là có thể nhân được điện thoại của hiệu trưởng nói với cô cô bị đuổi học cô ngày hôm nay cho hoắt gia hành hỏa bức tranh này đầu óc co lại ở bên cạnh viết một hàng chữ hàng chữ kia quá lưu manh cô sợ vô cùng trở lại ký túc xá trần thiến và hai cô bạn cùng phòng đều đã về tớ về rồi trần thiến từ trên giường vén rèm lên nhìn cô làm xong rồi Chu Sơ Niên đem túi thả trên mặt bàn, cầm cái cốc đứng một bên uống nước mới nói: "Ừ, cơm nước xong xuôi liền về trước. Thế nào thế nào?" Tiểu Ngư Nhi hưng phấn hỏi: "Tớ nhìn thấy rồi, Hoắc tổng vô cùng đẹp trai, cậu có xin chữ ký cho bọn tớ không?" Chu Sơ Niên: "Ký tên gì?" Tiểu Ngư Nhi trừng to mắt nhìn cô: "Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao, xin chữ ký cho bọn tớ." Chu Sơ Niên lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua đám bạn cùng phòng biết cô hôm nay đi tiếp đãi, cuốn lấy cô đi tìm hoắc tổng xin chữ ký, hoặc là chụp chụp ảnh chung, lúc ấy cô đang vẽ tranh, bị cuốn phiền, thuận miệng đáp ứng, kết quả ngày hôm nay căng thẳng, quên đi, cùng đám bạn cùng phòng giải thích hai câu, mọi người cũng đều lý giải, dù sao cũng là hoắc tổng cao cao tại thượng, không dám tới cũng đúng là bình thường. Chu Sơ Niên đổi quần áo, bò lên giường, Trần Thiến Như trộn bu lại, không có lòng tốt đánh giá cô một chút. Cậu vừa mới ăn cơm, lại phạm pháp. Trong văn phòng, cửa sổ sát đất toàn bộ mở ra, mặc cho bên ngoài ánh nắng chiếu vào, khiến văn phòng tăng thêm một vòng sắc thái sáng ngời. Đặng Dương là trợ lý đắc lực nhất của Hoắc Gia Hành, cũng là người ở lại làm việc lâu nhất, anh sắp xếp lại tài liệu trong tay đưa cho bốt. Hoắc Tổng, đây là video theo dõi của triển lãm hội họa. Hoắc Gia Hành hơi công tay chỉ mặt bàn trước đặt đấy đi vâng đặng dương nhìn anh muốn nói lại thôi sao ngài lại muốn xem video giám sát vậy ngày triển lãm hội họa đặng dương có việc không thể đi cùng cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái này đều đã qua một tuần đột nhiên nói muốn nhìn còn cố ý cường điệu muốn lấy video ở góc sân bên ngoài hoặc gia hành dừng lại động tác trong tay muốn biết muốn Đặng Dương ở bên cạnh anh thời gian dài, ngẫu nhiên cũng có thế nói đùa, hoặc gia hành ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn hắn. Rất nhàn. Đặng Dương. Đuổi Đặng Dương đi, hoặc gia hành đem văn kiện trong tay xem hết, ký vài chữ, lúc này mới cầm đồ ở bên định xem, tiếng đập của lần nữa vang lên. Hoắc tổng, vương quản lý đến đây. Hoắc gia hành nhéo nhéo lông mày, thanh âm trầm thấp nặng nề. Để hắn tiến vào. Vương quản lý là tới cùng Hoắc gia hành thảo luận về việc công ty chuẩn bị mở rộng sản nghiệp, tập đoàn gia thịnh sản nghiệp rất rộng, nhưng kỳ thật rất nhiều phương diện khác bọn họ cũng đầu tư, chẳng qua là tạm thời chưa nổi danh bằng nghề chính. Hai người thảo luận rất lâu, sau khi vương quản lý rời đi, Hoắc gia hành cũng quên xem video giám sát, tiếp tục làm việc, từ ngày đó về sau, Chu sơ niên nơm nớp lo sợ qua vài ngày, phát hiện không bị giáo sư gọi tới nói chuyện, cũng chưa xuất hiện bất ngờ trong nháy mắt an tâm không ít cô tiếp tục an tâm lên lớp tan học ngẫu nhiên cùng trần thiến cãi nhau ồn ào một cái chớp mắt nửa tháng liền qua đi thời tiết càng ngày càng lạnh đến thứ bảy trần thiến đem người ru rú trong nhà kéo ra ngoài đi mua quần áo chu sơ niên mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn đi cùng hai người đi dạo một vòng chu sơ niên muốn đi tiệm sách nhìn xem đoạn thời gian trước manga mới được đưa ra thị trường trong tay mặc dù có mấy quyển mẫu biên tập gửi tới nhưng bởi vì không ít người bên cạnh biết cô vẽ manga cho nên cô đều đưa tặng hết, bên người cũng không giữ một quyển nào, tiệm sách này người không nhiều không ít, cô quen thuộc tìm được quầy bày bán manga, vừa định muốn nhón chân lấy, đỉnh đầu vương ra một cái tay, theo đó, chính là thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Muốn cái này, chu sơ niên khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn người phía sau. Hoác, hoác hoác tổng, người ở trước mắt đẹp trai phong độ, khí chất xuất chúng, bên trong hiệu sách không ít người nhìn về phía này, Chu Sơ Niên quay đầu trong nháy mắt, còn phát hiện cách đó không xa có nữ sinh dơ điện thoại di động đỏ mặt hướng bên này chụp ảnh, lập tức, cô không chút suy nghĩ lùi ra sau, được Hoác Gia Hành cho che chắn, lúc này mới yên tâm, Hoác Gia Hành nhìn chăm chú vào cô, phát giác được cử động của cô, im ắng công môi, nhàn nhạt gật đầu. Là tôi. Cô há hốc mồm, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, Chu Sơ Niên phát hiện, vừa gặp phải hoắc gia hành, ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng cô không thể phát huy được. Muốn lấy cái này sao? a à, đúng. hoắc gia hành đưa manga cho cô, còn lơ đẳng liếc nhìn chữ phía trên, bí quyết giúp bạn cưa đổ nam thần, hắn nhìn chầm chầm, thần sắc có chút không đúng, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền dời tầm mắt của mình, khôi phục như thường. Thích xem manga. Chu sơ niên chần chờ một lát, nhìn lời giới thiệu phía trên, chuyển ánh mắt, xấu hổ nhẹ gật đầu. Hoắc tổng tại sao ngài lại ở chỗ này? Có chút việc. Hoắc gia hành cùng mẹ đi mua đồ, bà Hoắc hiếm khi ở nhà, một năm nhiều nhất hai lần trở về, lần này trở về vừa vặn có chút việc cần phải xử lý, vừa xử lý xong, bà Hoắc lại muốn tiếp tục đi ra ngoài làm việc, cho nên muốn mua ít đồ mà hiện tại, bà Hoắc đang chọn sách, Hoắc gia hành thấy cô, không tự chủ đi tới trông thấy Chu Sơ Niên nhìn thấy mình lại hoảng sợ anh cảm thấy thật thú vị, hai người đứng đối diện, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì, một lát sau, Chu Sơ Niên nhìn Hoắc Gia Hành, dừng một chút nói. Cái kia, Hoắc tổng ngài nếu không có việc gì, tôi đi trước nhé. Ừ. Cô chần chờ hai giây, đi về phía trước hai bước, đột nhiên quay đầu đôi mắt ngập nước nhìn Hoắc Gia Hành, vô cùng thật trọng con người xin lỗi, Hoắc tổng, ngày hôm đó tôi không phải cố ý muốn đi trước thật sự là không có cách nào, nghe vậy, hoác gia hành từ chối cho ý kiến, hắn hơi cục mắt xuống nhìn cô bé trước mắt, không rõ là nguyên nhân gì, hoác gia hành luôn cảm thấy chu sơ niên khiến anh cảm thấy quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, anh nói không ra, anh im lặng, chu sơ niên ngẩng đầu nhìn anh, mềm giọng nói. Hoác tổng, hoác gia hành thản nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói. Không có việc gì. Chu sơ niên ô hát một tiếng, định đi, Hắc gia hành đột nhiên hỏi: "Em là người ở đâu?" Thanh âm của cô tương đối mềm, không giống người địa phương, Chu Sơ Niên giật mình chốc lát, mặc dù không hiểu vì sao Hắc gia hành hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Tôi là người Ninh Thành." Ninh Thành là thủy thành, cũng là một thành phố du lịch giang nam vùng sông nước, có một đặc trưng phong cảnh riêng, cùng phương Bắc khác biệt hoàn toàn. Chu Sơ Niên ở một tòa cổ trấn Ninh Thành, Cha mẹ mặc dù không phải người địa phương, nhưng từ khi cô có có ký ức đã sống tại Ninh Thành, hàng xóm cũng vô cùng quen thuộc. Nghe vậy, hoác gia hành khẽ vuốt cầm, nói một tiếng. Khó trách. Khó trách, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe như vậy, anh im ắng giật giật môi, cười nhẹ. Không sao, em có việc đi trước đi, vâng. Hoác gia hành nhìn bóng lưng đi xa, đại khái là gần đây thật sự quá bận rộn, gặp được một hai người tương tự liền cảm thấy là cô ấy, trời tiệm sách, Trần Thiến cũng từ một bên khác đi ra, chuẩn bị tiếp tục đi dạo một vòng, thuận tiện ăn một bữa cơm. Chỉ là Chu Sơ Niên không nghĩ tới nhanh như vậy cô lại gặp được Hoắc Gia Hành, cô xấu hổ đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, Trần Thiến nghe điện thoại đi về trước, đi dạo phố xong phải đi tới trạm xe mới có thể đi về, kết quả không yên lòng nghĩ đến việc, bên cạnh có chiếc xe điện lao tới đâm vào cô, bị đâm ngã xuống đất, mà người đàn ông trước mặt còn hùng hổ, con mẹ nó cô đi đường không nhìn đường à chu sơ niên kêu nhẹ vừa bị đâm ngã trầy da lúc này không thể tùy tiện động đậy thật sự là suối quẩy chu sơ niên bị mắng đã đau còn chưa lấy lại tinh thần đột nhiên sau lưng có người ôm cô lên hoắt da hành ở trước mặt cô hơi cụp mắt xuống nhìn chăm chú vào cô nói rất nhẹ hỏi không sao chứ không sao anh nhìn người đàn ông trước mặt còn hùng hùng hổ hổ ánh mắt lạnh xuống áp lực tỏa ra xung quanh người đàn ông xùy một tiếng nhìn Hoắc gia hành đột nhiên xuất hiện thấy ánh mắt của hắn theo bản năng lui về sau hai bước kết bỏ nói ngày hôm nay thật sự là số đen tám kiếp hắn quay người liền muốn đi Hoắc gia hành nâng mí mắt lên đứng bên cạnh chu sơ niên giọng nói lạnh lùng dừng lại tác giả có lời muốn nói Hoắc tổng bắt nạt vợ tôi còn muốn chạy sau đó Hoắc tổng báo thù giúp Chu Sơ Niên, Hoắc tổng da mặt dày. Tôi giúp em, có phải em nên cảm ơn không? Chu Sơ Niên a một tiếng, có chút chần chờ. Anh muốn cảm ơn thế nào? Hay tôi mời Hoắc tổng ăn cơm nha. Hoắc tổng trên dưới đánh giá cô, nhẹ gật đầu. Ăn cơm thì không cần, em giúp tôi tìm vợ đi. Tác giả Ngươi nằm mơ Chương 4 Nguồn Mê truyện audio com Trong bệnh viện, người đến người đi, mùi thuốc sát trùng vô cùng khó ngửi, mới đứng ở cửa ra vào, mùi đó theo gió thổi ra có chút gây mũi. Chu sơ niên không thích bệnh viện, khi còn bé bị một lần bệnh, sốt cao trong thời gian dài, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh. Lúc đó, ba mẹ trong non cô một đoạn thời gian rất dài cô mới khỏi, về sau, nghe nói do chỗ ở kia không hợp với cô, cho nên một nhà ba người chuyển tới Ninh Thành định cư, nhưng cũng thần kỳ sau khi chuyển tới Ninh Thành cô không bị bệnh. Nữa, nhưng đối với bệnh viện sợ hãi mãi không tiêu tan, cô dừng bước chân lại, có chút khó khăn nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Hoác gia hành hơi cục mắt xuống nhìn cô, hai tay đút túi đứng tại bên cạnh cô, chu sơ niên vùng vẫy hai giây, vẫn là nói. Tôi thật sự không có việc gì, có thể không đi bệnh viện được không? Giọng nói của cô có chút run rẩy, hoác gia hành khẽ giật mình, quan sát đến ánh mắt của cô thấp giọng hỏi. Sợ sao? Cô còn chưa kịp nói chuyện, hoác gia hành liền tiếp tục nói. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Anh nghĩ là do cô sợ hãi sao, ý cô không phải như thế này, có thể. Giải dụa không được, Chu sơ niên chần chờ một lát, cảm thấy không biết giải thích thế nào, cánh tay đúng là có chút đau nhất. Cô mất máy môi chỉ có thể cùng đi vào, hoác gia hành làm việc hiệu suất rất nhanh, dẫn cô trực tiếp đi gặp bác sĩ sau khi bác sĩ hỏi qua tình huống bảo cô kéo tay áo lên cúi đầu xem xét nhịn không được nói cô bé có cảm thấy đau không lúc bị đâm chỗ khuỷu tay đập vào mặt đất hiện giờ nhìn có chút đẫm máu nhìn bằng mắt thường cảm thấy có chút nghiêm trọng nghe vậy khoác gia hành nhìn xem ánh mắt từ chỗ cánh tay chuyển đến mặt cô có lẽ do cô sợ hãi miệng mím chặt con mắt khiếp lại muốn nhìn nhưng lại sợ nhìn thấy anh trầm thấp cười một tiếng thấp giọng nói sợ hãi thì đừng nhìn. Chu sơ niên. Bác sĩ thản nhiên cười một tiếng, cho cô khử trùng, nhìn không được nói câu. Không có việc gì, sợ hãi thì để bạn trai che mắt đi. Chu sơ niên nghẹn họng, vội vàng phủ nhận. Không không, bác sĩ anh ấy không phải bạn trai của cháu. Hoắc gia hành không nói chuyện, nhàn nhạt liếc nhìn một chút, mới vươn tay cầm quyển vở ở một bên che trước mặt cô, che mắt đi. Cô sâu sắc cảm thấy Hoác gia hành chính là một thẳng nam, cho dù hiện tại quan hệ của hai người không quá quen, nhưng cũng không nên dùng vỡ che trước mặt mình đi. Không cần. Cô nói. Tôi không sợ. Hoác gia hành nhíu mày, có chút kinh ngạc. Thật không sợ. Thật. Cô trầm mặt một lát, thấp giọng hỏi. Hoác tổng sao anh lại ở đó? Hoác gia hành nhàn nhạt trả lời. Vừa vặn có chút việc anh đưa bà Hoắc đi dạo phố xong liền bị bà bỏ rơi, Hoắc gia hành sinh hoạt cũng chỉ có làm việc, không cần đưa bà Hoắc đi nữa anh liền chuẩn bị đi về văn phòng, kết quả vừa mới lái xe ra khỏi bãi đổ xe của cửa hàng, liền nhìn thấy cô đứng ở ven đường, vốn không có ý đồ gì cho tới khi nhìn thấy một đám người vây quanh cô, nghe được tiếng mắng hùng hùng hổ hổ, mới sốt ruột xuống xe nhìn, không nghĩ tới, thật đúng là cô. Nghe vậy, Chu Sơ Niên à một tiếng, vậy thật trùng hợp. Ừ thừa dịp thời gian hai người trò chuyện, bác sĩ bôi thuốc cho cô, thuận tiện dặn dò hai câu, liền để cho hai người đi, hai người đứng tại cửa bệnh viện, chu sơ niên trong tay sách theo cái túi màu trắng, bên trong là thuốc bôi cánh tay, cô nhìn về phía người đàn ông, thân hình cao lớn của anh hơi hơi nghiêng người nhìn cô. Người kia không cần lo lắng, trợ lý của tôi sẽ xử lý tốt. Vụ việc tại đường cái ban nãy, hoắc gia hành không để người kia chạy, trực tiếp đem gọi cảnh sát tới, cùng chạy tới còn có trợ lý của anh, hỗ trợ giải quyết chuyện kia, để hai người bọn họ đi bệnh viện, Chu Sơ Niên thở dài một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Cảm ơn Hoắc Tổng, ngày hôm nay đã làm phiền ngài. Hoắc gia hành thản nhiên cười một tiếng, cúi đầu nhìn cô. Không có gì. Chu Sơ Niên gãi đầu một cái, trong nháy mắt cũng không biết nên nói cái gì, Hoắc gia hành nhìn về phía đổ xe, thấp giọng nói. Đi thôi. Tôi đưa em về trường học không cần, cô không chút suy nghĩ liền từ chối. Tôi đi về một mình là được rồi. Hoác gia hành lời ít mà ý nhiều nhắc nhở cô. Không sợ gặp lại chuyện như ban nãy. Chu sơ niên. Cô cũng không có xui xẻo như vậy chứ, nhưng nhìn thái độ của Hoắc gia hành, cô không biết từ chối như thế nào, lên xe, cô ngồi nghiêm chỉnh, liền thở cũng không dám thở mạnh, Hoắc gia hành ngồi ở ghế phụ, nhìn cô bé khẩn trương ngồi phía sau, im ắng cong xuống khóe miệng, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút, từ lúc lên xe không ai nói gì cho đến trường học. Chu Sơ Niên sau khi xuống xe cảm ơn Hoắc Gia Hành một tiếng sau liền chạy trở về ký túc xá, lúc này mới dám thở mạnh, cô cũng không biết vì. Sao mỗi lần gặp Hoắc Gia Hành lại thấy khẩn trương sợ hãi, hoàn toàn không giống cô như mọi ngày, nhìn bóng lưng chạy chậm vào cổng trường, Hoắc Gia Hành quay người đi, lần gặp ngẫu nhiên này, Chu Sơ Niên không để ở trong lòng, theo lời của Trần Thiến nói là do cô sợ không dám để trong lòng mỗi ngày cô đều trầm mê trong thế giới của mình rồi ứng phó với biên tập không biết kiềm chế. Sau khi Chu Sơ Nhiên nộp xong bản thảo, cả người đều nới lỏng, kể cả khi đi học đều không có tinh thần, cho tới mấy ngày sau, cô nhận được tin nhắn. Có thời gian không? Giải quyết chuyện va chạm xe điện lần trước. Chu Sơ Niên trừng lớn con mắt nhìn điện thoại di động, cảm thấy điện thoại của mình khả năng có vấn đề. Thiến Thiến. Cô gọi Trần Thiến ở bên cạnh đưa di động đưa cho xem mềm giọng hỏi. Điện thoại di động của tớ có vấn đề à? Trần Thiến mắt nhìn, suy tiếng. Xảy ra vấn đề gì? Tin nhắn ai gửi cho cậu đấy? Hình như là... Cô còn chưa nói xong, điện thoại lại có tin nhắn mới. Xin chào Chu Tiểu Thư, tôi là Đặng Dương, trợ lý của Hoắc Tổng, chủ xe điện muốn bồi thường tiền thuốc men, xin hỏi làm thế nào để gửi cho cô? Chu Sơ Niên trừng mắt nhìn, cuối cùng cảm thấy mình không có xuất hiện ảo giác trần thiến nhìn xem a a a hai tiếng nắm lấy cánh tay của cô nói uy chát a à. trần thiến chật một tiếng trên dưới đánh giá cô nói thêm bạn trên uy chát vì cái gì trần thiến dò xét cô có lý mà phân tích thêm bạn uy chát là cậu có uy chát của trợ lý mặc dù không phải hoác tổng nhưng ít ra có thế biết tin tức của hoác tổng hơn chút cô liếc nhìn chu sơ nhiên thấp giọng nói không phải cậu nói hoắc tổng cho cậu rất nhiều linh cảm à nói thì nói thế nhưng tớ cảm thấy không tốt lắm đâu trần thiến có cái gì không tốt tớ nhắn lại cho nói xong cô thật sự nhắn lại hộ chu sơ niên thuận tiện gửi mã uy chát đi bên kia trả lời một câu đã nhận liền không có động tĩnh xin bạn tốt trên uy chát cũng không có hai hai người kia đang trêu cậu có khả năng. Cô để di động ở một bên, không để chuyện này ở trong lòng, sau khi học xong tiết buổi chiều Chu Sơ Niên và Trần Thiến Định cùng nhau đi ăn cái gì, chợt có người đứng chặn trước mặt bọn họ, là bạn nam học cùng lớp tên Đàm Bác Thụy. Sơ Niên, muốn cùng đi ăn cơm không? Chu Sơ Niên công công khóe miệng, nói khẽ. Tớ với Thiến Thiến hẹn nhau cùng đi ăn lẩu mất rồi. Ý tứ từ chối đã thực rõ ràng, Đàm Bác Thụy định nói thêm cái gì, bên cạnh liền xuất hiện một nam sinh khoác vai của hắn cười ha hả cùng bọn chu sơ niên nói vậy đi cùng nhau đi thời tiết này ăn lẩu thích hợp nhất cự tuyệt không được cũng chỉ có thể cùng đi chạng vạn chiều tối ánh nắng chiều rất đẹp mặt trời lặn một nửa vào đám mây giống như là muốn lưu lại một chút ấm áp cuối cùng chu sơ niên đứng chờ ở cửa vốn là ăn lẩu hai người cuối cùng biến thành sáu người cô trần thiến cùng đàm bác thụy bọn họ cũng không quá thân thuộc vừa vặn tiểu ngư nhi nói cũng muốn ăn lẩu, kết quả biến thành ba nam ba nữ. Trước cửa trường học có tiệm lẩu vô cùng đông khách, nồi lẩu vừa rẻ vừa đầy đủ lại còn ăn rất ngon, chu sơ niên cái gì cũng có thể ăn, trên cơ bản muốn ăn lẩu, nhất định đến tiệm này, mấy người cùng đi, sau khi chọn món chu sơ niên mới cùng Trần Thiến buôn chuyện, các cô nói nhiều, mặc dù cùng đàm bác Thụy có chút ngại, muốn một mực tránh đi ánh mắt sáng rực kia, nhưng cũng không ngăn cản nỗi dục vọng muốn nói chuyện của cô mấy người ký túc xá bọn cô luôn rất vui vẻ đề tài gì cũng có thể nói với nhau đang nói trần thiến đột nhiên giật giật quần áo của cô chỉ hướng một bên nói nhìn bên kia cái gì chu sơ niên theo hướng tay cô chỉ nhìn đi liền thấy một người vô cùng xinh đẹp vui người đẹp có vấn đề gì sao trần thiến liếc mắt nhìn cô thấp giọng nói cô ấy là giảng viên nổi tiếng xinh đẹp của trường mình đấy cậu quên rồi à tớ Trần Thiến chật một tiếng, nhỏ giọng nói. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người ngồi đối diện cô ấy chính là Hoắc Gia Hành. Vừa dứt lời, Chu Sơ Niên liền trợn to mắt nhìn cô, lại quay đầu nhìn bên kia, bởi vì có bình phong cản trở, vị trí này của cô không quá rõ ràng, cho nên dò xét cái đầu nhìn sau lưng Trần Thiến, đàm bác Thụy thấy Chu Sơ Niên nhìn bên kia, hơi kinh ngạc. Nhìn thấy người quen sao? Chu Sơ Niên vội vàng khoát tay không có không có trần thiến nín cười giải thích một câu chúng tớ nhìn thấy mỹ nữ giảng viên của trường nghe vậy mấy người đều nhìn sang tiểu ngư nhi a à một tiếng đè ép giọng nói mỹ nữ ngồi đối diện không phải là người lúc trước đến trường mình diễn giảng sao có người nói thầm hai người là một đôi sao không thể nào chu sơ niên bên tai vang lên thanh âm của bọn họ đáp án gì đều có cô liếc mắt nhìn sang cũ củ cải chua một chút, dưới đáy lòng cảm khái. Không thể không nói, hoắc tổng cùng mỹ nữ giảng viên thật là xứng đôi. Trai tài gái sắc, hoắc gia hành là bị bà hoắc uy hiếp đi gặp mặt, vốn dĩ anh muốn từ chối, nhưng chống cự không nổi uy hiếp của bà hoắc nếu lần này hắn không đến xem mắt, khả năng sang năm. Bà hoắc sẽ tìm được 100 đối tượng để anh xem mắt hẹn hò, anh không có cách, mặc dù phương diện khác rất có chủ ý của mình, nhưng đối với bà hoắc ngẫu nhiên cũng sẽ nghe lời, dù sao bà cũng chỉ yêu cầu anh tới gặp mặt ăn một bữa cơm, cũng không yêu cầu cái khác, Trương Thanh Nhã nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt mang ý cười. Không quen ăn lẩu. Không có. Hoắc gia hành thản nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói. Nồi lẩu cũng không tệ lắm. Trương Thanh Nhã mỉm cười gật đầu, trong mắt có một chút ánh sáng nhìn hắn, người đàn ông trước mắt là trong miệng tất cả mọi người là thiên tài, các phương diện đều ưu tú làm người sợ hãi, không nói cái khác chỉ nói đến thân hình cao lớn cùng tướng mạo cũng đủ để cho mọi người gặp qua là không quên được, cô cũng là người bình thường, có thế cùng một người đẹp trai hẹn hò ở một mức độ nào đó sẽ càng vui vẻ một chút. Hoắc tổng gần đây làm việc như thế nào? Còn tốt. Hai người nói lời khách sáo cho tới khi kết thúc, Trương Thanh Nhã kinh ngạc nhìn về một bên khác chuẩn bị thanh toán, các em cũng ở chỗ này ăn cơm. Trần Thiến nhẹ gật đầu. Em chào cô. Hoắc gia hành ghé mắt nhìn sang liền thấy Chu Sơ Niên đứng bên cạnh, lúc này lại cúi đầu không biết nghĩ cái gì, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều Đặng Dương nói với hắn, nhíu mày, thản nhiên cười một tiếng cùng đám người lên tiếng chào hỏi, mới rời đi, sau khi trở lại ký túc xá, đám bạn cùng phòng vẫn đang thảo luận việc chiều nay nhìn thấy mỹ nữ giảng viên và Hoắc tổng, Chu Sơ Niên không quá quan tâm cũng không muốn nghe lắm, đi phòng tắm tắm rửa, vừa mới ra điện thoại di động thông Báo nhận được lời mời kết bạn, cô chần chờ một lát, vẫn ấn đồng ý, vừa mới thêm bạn tốt, bên kia liền chuyển tiền tới còn kèm theo ghi chú. Tiền xe điện thuốc men, cô nhìn một chút, ý cười hiện rõ trên mặt nhắn lại. Cảm ơn trợ lý đặng, thật làm phiền anh, mấy phút sau, điện thoại di động thông báo tin nhắn mới. Tôi là Hoác Gia Hành, tác giả có lời muốn nói, Hoác Tổng, vậy mà vợ yêu không nhận ra tôi. Tôi tỏ vẻ rất tức giận, sơ niên ha ha, anh còn đi xem mắt, đêm nay ngủ ghế sofa đi. Hoắc tổng, lời editor. Chuyện này là mình đọc văn án bên tiệm tạp hóa thú cưng thấy hay nên bắt tay vào edit, đọc tới đâu mình edit tới ấy. Các bạn có thể nêu cảm nghĩ đôi chút về chuyện được không vì mình càng đọc càng thấy nó không hợp gu với mình nữa rồi không còn động lực để tiếp tục edit tiếp truyện. Chương 5 Mời cơm Nguồn Mê truyện audio.com Nhìn màn hình di động hiển thị mấy chữ, Chu Sơ Niên sợ sệt chỉ chốc lát, mới yên lặng trả lời tin. "A, à, xin chào Hoắc tổng." Hoắc Gia Hành nhìn điện thoại di động nhận được tin nhắn lạnh nhạt như vậy, im ắng giật giật môi, buổi tối khi gặp cô bé thấy tâm tình của cô không tốt, anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi một tiếng. "Hôm nay tâm trạng không tốt sao, Chu Sơ Niên?" "Cũng không phải, bình thường thôi, đúng là không quá tốt, cô cũng không biết mình có cảm giác gì." tóm lại chính là cảm thấy không vui, có lẽ là bởi vì nồi lẩu buổi tối ăn không ngon như lúc trước, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Hoác gia hành nhíu mày, cười nhẹ. Vết thương trên cánh tay đỡ chưa, Chu sơ niên. Đã tốt rồi, cảm ơn Hoác tổng, kỳ thật ban đầu cô nói không cần tiền, nhưng không chịu nổi Hoác gia hành kiên trì. Đã phạm sai lầm, cần phải vì sai lầm của mình phụ trách, cũng không thể dễ dàng đem người đem thả đi như vậy, ít nhất cũng phải để người kia nhớ lâu một chút, trong lúc bạn cùng phòng ký túc xá còn đang nói chuyện ăn lẩu tối nay, mấy người nhiệt liệt thảo luận về hoác gia hành cùng với mỹ nữ giảng viên, sau khi trở về cô mới nhớ tới mình có ấn tượng về cô giảng viên xinh đẹp kia, cô ấy năm ngoái mới đến trường học, nghe nói trình độ vô cùng cao, đi du học nước ngoài trở về, vừa về liền nhận lời. Mời làm giảng viên của trường. Bối cảnh gia đình cũng vô cùng tốt, nhan sắc xinh đẹp, theo nguồn tin lúc cô ấy mới tới trường học có không ít nam sinh vì muốn nhìn cô mà cố ý đăng ký môn học của cô ấy. Còn có một trọng điểm quan trọng, cô giáo Trương Thanh Nhã là dạy về kinh tế học, cùng việc làm của Hoác Gia Hành có chút liên quan, cô yên lặng nghĩ, trong đầu hiện ra hai chữ. Xứng đôi, có chủ đề giống nhau, bề ngoài và bối cảnh đều cực kỳ tương xứng, thật là tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không biết làm sao, liền đánh một hàng chữ gửi đi. Hoắc tổng, hôm nay anh cùng cô chương là hẹn hò hay là ra mắt vậy sau khi gửi xong chu sơ niên liền phản ứng lại cô cũng thật lắm chuyện đi cô theo bản năng muốn gỡ tin nhắn còn chưa kịp ấn đã nhận được tin nhắn của hoắc gia hành tò mò chu sơ niên một chút xíu đi tất cả mọi người nói hai người thật xứng đôi cô chương rất xinh hoắc gia hành cũng được chúng tôi không có quan hệ gì chu sơ niên o hoắc gia hành còn tò mò cái gì đúng rồi cho tôi xem bức vẽ của em đi, Chu Sơ Niên. Hoắc Tổng, thời gian không còn sớm, tôi đi ngủ trước, ngủ ngon, nói xong, Chu Sơ Niên có tật giật mình tắt điện thoại, chui vào chăn đi ngủ, không dám tiếp tục hóng chuyện, đêm xuống, ký túc xá trò chuyện âm thanh cũng dần dần nhỏ lại. Theo bóng đêm tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, bên này, Hoắc Gia Hành nhìn điện thoại di động nhận được tin nhắn, trầm thấp cười một tiếng. Anh vui vẻ công công khóe miệng, đưa di động đặt ở một bên, bắt đầu nhìn đặng Dương đưa tới video theo dõi từ mấy ngày trước đây. Hoắc Gia Hành nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ là đột nhiên trong đầu có cái suy nghĩ mách bảo anh cần mau mau xem video theo dõi, anh mơ hồ nhớ lại thời gian hôm ấy, trực tiếp tua đến đoạn lúc đó, rõ ràng mà nhìn thấy Chu Sơ Niên đối với mình chụp ảnh, lại bối rối chạy đi, mà ở trong phòng, cô còn không hết hy vọng để bạn bè của mình yểm trợ, tiếp tục chụp thêm, lúc ấy anh có chú ý tới chỉ là không lên tiếng ngăn cản, đột nhiên, hoác gia hành ánh mắt dừng lại, tạm dừng đến một vị trí nào đó. Con ngươi co rút lại hơi khẩn trương dương mắt nhìn một chỗ nhìn xem, sau một hồi, hắn mấp máy môi, mới tiếp tục xem hết nguyên một đoạn video, vuốt vuốt mi tâm, thấy đau, mi tâm là chỗ giữa hai đầu lông mày, điện thoại di động ở một bên kêu lên, hoác gia hành cục mắt xuống nhìn, là bà hoác gọi điện thoại tới. Alo, con trai, ra mắt thế nào? thanh nhã cũng không tệ lắm phải không? Hoác gia hành bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẹ, lần sau mẹ đừng giới thiệu đối tượng hẹn hò cho con, con không ý nghĩ đấy, còn chậm trễ người ta. Nghe vậy, hoác mẹ chật một tiếng, nhìn không được hỏi anh. Vậy con nói cho mẹ, con thích gì mẫu hình cô gái thế nào, không thích thanh nhã không sao, mẹ tìm người khác cho con. Hoác mẹ nói chuyện nhanh, lập tức nói hết ý nghĩ của mình. Con đừng nói với mẹ con thích đàn ông nha, đương nhiên nếu con thật sự thích đàn ông. Mẹ cũng có thể tiếp nhận, nhưng ít nhất con cũng phải nói chuyện yêu đương đi. Bà lại nhảy liên miên. Đều 28 tuổi rồi. Hoác gia hành cười khổ, đối với mẹ mình biểu thị bất đắc dĩ. Con không thích đàn ông, mẹ có thể yên tâm. Mẹ hoác. Ồ. Hai người trầm mặt trong chốc lát, hoác gia hành đột nhiên hỏi. Mẹ, trong nhà trước kia ảnh chụp, mẹ để ở chỗ nào? Hoắc mẫu khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn lấp lóe mắt. Làm sao đột nhiên hỏi ảnh chụp ngày trước vậy? Lúc nào? Mẹ biết, con hỏi là lúc nào? Ảnh chụp trong nhà, trừ giai đoạn đó bị hoắc mẹ giấu đi, còn lại hoắc gia hành sẽ không tìm, bà hoắc cũng sẽ không giấu, bà hoắc nghe lời này, có chút đau đầu. Có tin tức? Không có. Bà hoắc Hoắc gia hành thấp giọng nói. Con muốn nhìn. Hoắc mẹ nhàn nhạt từ một tiếng. Con muốn tìm mẹ không ngăn cản, nhưng đừng để gánh nặng trong lòng nặng như vậy, nó không thấy không phải trách nhiệm của một mình con. Hai người đều theo bản năng trầm mặt lại, không nói chuyện, sau một hồi, bà Hoắc nói. Ảnh chụp toàn bộ khóa trong tủ phòng mẹ, giữ gìn rất tốt, con muốn nhìn thì cầm đi, vâng. Đừng để mình giam cầm trong thế giới ngày trước. Con biết. Sau khi cúp điện thoại, hoác gia hành nhìn chầm chầm máy tính nhìn thật lâu, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, theo bóng đêm trở về nhà cha mẹ ở bên kia, trong bầu trời đêm có ngôi sao chiếu lấp lánh, giống như là tại cùng người thân thiết chào hỏi, chiếu sáng lấy cái này mang theo chút chờ mong ban đêm. Từ hôm ngắt máy điện thoại giữa chừng, Chu Sơ Niên cùng Hoắc Gia Hành mặc dù uy chát vẫn còn, nhưng không liên lạc, cô phát hiện nít của Hoắc Gia Hành là một cái nít bình thường, tiếc nuối duy nhất là vòng bạn bè của anh không có gì, chỉ có một bức vẽ, không có cách sần, khiến người nhìn không ra đây là gì, thời tiết dần dần hạ nhiệt độ, Chu Sơ Niên càng ngày càng thích ở trong túc xá, bản thảo của cô hoàn thành không sai biệt lắm, mỗi ngày đều cùng biên tập nói mò, Chu Sơ Niên từ nghỉ hè lớp. 12 bắt đầu vẽ manga, ban đầu cái gì cũng không hiểu, khi còn bé cô đã bắt đầu học vẽ, cơ bản khá tốt, nhưng đối với manga cũng không hiểu nhiều, cho tới khi có hứng thú mới bắt đầu học. Cả một kỳ nghỉ hè, cô vẽ không ít nhưng đều không có cảm giác gì gửi đi bản thảo cũng ít có phản hồi cho tới một ngày biên tập hiện tại liên hệ cô nói câu chuyện của cô cảm thấy hứng thú cảm thấy chuyện của cô không chỉ có cảm giác ngọt ngọt mà còn bao hàm rất nhiều thứ khác chậm rãi hai người liên hệ với nhau nhiều hơn chu sơ niên cũng thuận lợi ra tập truyện tranh đầu tiên khiến cô không nghĩ tới chính là tập manga đầu tiên của cô nhờ hai chữ chân thật đã được phan hâm mộ truy phong tôn lên là một bộ truyện tranh ngược tâm ngọt là rất ngọt, nhưng khi ngược thì ngược thấu tâm can, lúc lấy tên, cô không hiểu làm sao lấy tên để giống nội dung, đọc một chút, nói không nên lời là cảm giác gì, tiềm thức nói cho cô, phải lấy cái tên này, từ tập truyện đầu tiên bắt đầu có tiếng tâm, hiện tại Chu Sơ Niên đã có không ít fan hâm mộ, nhưng thiên phú kiểu gì cũng sẽ bị hao hết. Cô bắt đầu thiếu linh cảm, cho tới khi gặp Hoắc Gia Hành, linh cảm một chút một chút liên tục không ngừng xông ra. Mà hiện tại cô lại kẹt không ra chu sơ niên duy trì tư thế ngồi hiện tại đã rất lâu rồi tiểu ngư nhi hiếu kỳ nhìn cô sơ niên cậu làm gì vậy không có chu sơ niên nằm sấp ở trên bàn tớ đang suy nghĩ một chuyện trần thiến xùy một tiếng vừa ra ngoài mua trà sữa về cho cô không chút khách khí nói nó lại không có linh cảm không vẽ được cái gì chu sơ niên uống đi trần thiến cười nói muốn xem linh cảm có chợt về không từ. Cô cầm trà sữa, cô thích nhất ống trà sữa ngọt bảy phần, bên ngoài trà sữa còn mang theo hơi lạnh, nước nhỏ dọc xuống theo lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh buốt. Chu Sơ Niên uống hơn phân nửa cốc mới nhìn về phía Trần Thiến hỏi. Cậu nói, tớ nhắn tin trò chuyện để tìm linh cảm sao? Nhưng làm thế nào? Trần Thiến là biết cô cùng hoắc gia hành kết bạn uy chát, ban đầu cô còn một mực cổ vũ chu sơ niên cùng hoác gia hành liên hệ nhiều chút, nói không chừng có thế có chút chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhưng chu sơ niên đầu óc chậm chạp, cô cũng không có cách. Trần Thiến cắn ống hút nhíu mày, nhìn cô. Cậu có thể thử một chút. Chu sơ niên. Cô thở dài, có chút sợ. Trần Thiến cười. Sợ cái gì, nhắn tin chào hỏi thôi. Ồ. Cô vẫn không dám, sau hai ngày, cuối cùng vẫn chủ động gửi cho Hoắc gia hành một tấm hình, là bức vẽ hắn, còn bổ sung câu hỏi thận trọng. Hoắc tổng, bức vẽ này ngài cảm thấy thế nào? Hoắc gia hành đại khái là đang bận, hồi lâu vẫn chưa nhắn lại, từ buổi sáng đến xế chiều, Chu Sơ Niên vừa mới chết tâm cảm thấy khả năng Hoắc gia hành đã quên mất một người như cô, Hoắc gia hành đột nhiên nhắn lại. Cũng không tệ lắm, vẽ tôi sao, Chu Sơ Niên? Ngài cảm thấy thế nào, Hoắc gia hành? Không tồi, tìm tôi có việc, Chu Sơ Niên. Không biết có thể nói hay không, cô đảo mắt, vì linh cảm, không sợ chết gửi tin nhắn tới. Muốn tìm hoắc tổng xin chút linh cảm được không? Tôi mời anh ăn cơm, tiền thuốc men lần trước vẫn còn nguyên, Chu Sơ Niên sợ bị từ chối xấu hổ, lập tức bổ sung một câu. Nếu như hoắc tổng bận cũng không sao, hoắc gia hành nhìn tin nhắn cô gửi tới, đại khái có thế đoán được tâm tình của cô bé kia, anh trầm thấp cười một tiếng, Đối với ánh mắt hiếu kỳ của Đặng Dương hỏi, "Buổi tối tôi còn có việc gì sao?" Đặng Dương mắt nhìn công việc an bài, hồi đáp, "Lâm tổng bên kia có tiệc rượu, Vương quản lý sẽ đi qua." "Đi." Hoắc Gia Hành cầm áo khoác trên ghế dựa, thấp giọng nói, "Tôi đi trước, có việc gọi điện thoại cho tôi." "Được rồi." Đặng Dương nhìn bóng lưng sếp của mình, có chút hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều, Hoắc Gia Hành đứng tại cửa thang máy trả lời tin nhắn của Chu Sơ Niên. Muốn tìm tôi làm linh cảm, Chu Sơ Niên. Có thể chứ, Hoắc Gia Hành. Biết thời gian của tôi đắt cỡ nào sao, Chu Sơ Niên. Đắt cỡ nào, cô phải biết trước một chút, nếu thực sự không trả nổi, vậy thì. Nhìn ảnh chụp chậm rãi tìm linh cảm đi. Luôn có cách để có linh cảm, đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía Trần Thiến hỏi. Thiến Thiến, cậu biết người giống hoắc tổng giá trị bản thân một giờ bao nhiêu tiền không? Trần Thiến khẽ giật mình, quỷ dị nhìn cô. Hoắc tổng một phút có thể kiếm chục triệu, cậu cảm thấy thế nào? Chu sơ niên. Được rồi, cô không trả nổi từng đấy tiền, cô tức giận đối với điện thoại di động đánh chữ, có một chút hận trong lòng. Tôi biết rồi, khả năng tôi không mời nổi Hoắc tổng ăn cơm, ngài quá đắt, Hoắc gia hành đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhìn điện thoại di động nhận được tin nhắn, đại khái có thể tưởng tượng ra biểu tình của người kia, anh bật cười, gửi lại tin nhắn được rồi vậy nổi đổi lại tôi mời em ăn cơm tác giả có lời muốn nói có muốn không ngày sau hoác tổng chủ động hẹn vợ của mình ăn cơm sơ niên biết em đắc cỡ nào không hoác tổng Đắt cỡ nào anh cũng mời được sơ niên a à, nhưng theo em được biết quyền lực tài chính cũng không ở một mình hoác tổng anh trả kiểu gì hoác tổng không có ý tốt cười nhìn vợ mình trả bằng thịt thế nào sơ niên lưu manh Chương 6 Vẽ Anh Nguồn Mê Truyện Audio .com. Sau khi để điện thoại di động xuống, Chu Sơ Ni ngồi ngay ngốc mấy phút, cô đi loanh quanh trong ký túc xá, không gian trong ký túc xá không lớn, cô đi một vòng lại một vòng, suy nghĩ mất hồn, ánh mắt mơ màng, bạn cùng phòng đến gần cũng không biết, Trần Thiến dựa vào cửa, hai tay ôm ngực nhìn người đang đi lòng vòng quanh ký túc xá, đuôi lông mày giật giật. Cậu bị ma nhập rồi à? phải biết Chu Sơ Niên thuộc loại người lười. À không, cô ấy so với người thường lười còn lười hơn, Chu Sơ Niên có thể phá kỷ lục này đến kỷ lục khác. Khi chạy bản thảo, có thể một ngày chỉ đi nhà vệ sinh một lần còn lại không đi đâu, bước đi không đến ba bước, ba bữa sáng trưa chiều tối đều là Trần Thiến mua về cho cô mà hiện tại. Người này vậy mà, tản bộ, trong ký túc xá, Chu Sơ Niên trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía cô, kích động nói. Thiến thiến, gì? Tớ đột nhiên cảm thấy tớ không có quần áo mặc. Trần Thiến ngẹn họng, trên dưới đánh giá cô một hồi, không phải nửa tháng trước mới mua sao. Chu Sơ Niên gật đầu. Nhưng đều không đẹp, cậu cảm thấy thế nào? Trần Thiến sững sờ, nhướng mày hỏi. Cậu muốn đi ra ngoài? Không thể không nói, Trần Thiến là vô cùng thông minh. Chu Sơ Niên hơi có điểm gì là lạ, cô đều có thể đoán được nguyên nhân, hai người giống như bạn tri kỷ có thể nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Đúng. Chu Sơ Niên đem chuyện mình cùng Hoắc gia hành ăn cơm nói cho cô, trực tiếp dọa Trần Thiến ngây ngốc, sau đó lục tung tìm quần áo cho cô. Hôm nay tớ sẽ làm cho cậu mặc thật xinh đẹp. Chu Sơ Niên. Không bao lâu, Trần Thiến tìm cho cô một chiếc váy, cô lắc đầu cự tuyệt. Quá lạnh. Trần Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lường cô một cái, nói thầm. Muốn đi ra ngoài hẹn hò là cần phong độ hay nhiệt độ? Nhiệt độ. Cô không chút suy nghĩ lựa chọn, cô sợ lạnh, thuộc về loại người mới vừa vào thu đã có thể mặc áo len. Có thể là do chuyện khi còn bé đã trải qua, chu sơ niên so với người khác càng sợ lạnh. Trần Thiến không còn cách nào, cân nhắc đến thân thể của cô, quả thực tìm được một bộ coi như giữ ấm lại đẹp, mặc vào nhìn vô cùng đáng yêu, quần ống rộng phối hợp với áo len tràn đầy sức sống. Quan trọng nhất Trần Thiến còn đem cái mũ mới mua trước đó cho Chu Sơ Niên đội lên, cưỡng ép trang điểm xong mới cho đi. Chu Sơ Niên nhìn mũ trên đầu, có chút bất đắc dĩ. Mũ có thể không đội được không? Mặc dù rất đáng yêu, nhưng đội vào rất giống trẻ con. Trọng điểm là mũ có mắt của con vật nhỏ, khi kéo hai sợi dây rủ xuống đôi mắt còn chuyển động, không khác gì trẻ con, Trần Thiến nhất định phải mang, cậu đội mũ lên không khác gì cô bé 15 tuổi. Chu Sơ Niên Cho tới khi đứng dưới ký túc xá, Chu Sơ Niên vẫn còn ngây ngốc, trả qua cô muốn tìm linh cảm, tại sao muốn trang điểm. Còn muốn ăn mặc thành cái bộ dáng này, đón lấy tầm mắt của mọi người trên sân trường, cô ngượng ngùng bỏ mũ xuống nhét vào trong túi mới cảm thấy dễ chịu một chút, vừa đi hai bước, điện thoại di động nhận được tin nhắn của Hoác Gia Hành. Tôi đến rồi, đứng tại cổng trường chờ em, cổng trường đổ một chỉ xe màu đen, Chu Sơ Niên theo tin nhắn tìm biển số xe đi tới. Lúc này chạng vạn tối, mặt trời lấp sai dãy núi phía tây, nắng chiều nhuộm một mảnh bầu trời xanh thành màu chanh hồng, nhìn qua rất lóa mắt, cửa trường học có không ít bạn học ra ra vào vào, cô đảo mắt xung quanh tìm, nhanh chóng bước tới bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ, đối diện với đôi mắt đen như mực của Hoắc Gia Hành, mấp máy môi. Hoắc tổng. Hoác gia hành nhìn về phía cô, có chút giật mình nói. Lên xe, vâng. Cô vốn cảm thấy ngồi tay lái phụ không quá phù hợp, nhưng về ở sau lại càng không quá phù hợp. Sau khi nội tâm vùng vẫy hai giây, Chu Sơ Niên ngồi ở tay lái phụ, cách Hoác gia hành gần mấy phần, vừa lên xe. Hoác gia hành mới dò xét cẩn thận cô một lát, đè ép khóe miệng dương lên. Rất lạnh. Có một chút. Sắc mặt cô hồng nhuận, là do vừa đi bộ tới đây, dáng người Chu Sơ Niên là nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn là biết được bố mẹ chiều chuộng lớn lên, từ nhỏ đến lớn không phải chịu khổ cái gì, hoắc gia hành khẽ vuốt cầm, khởi động xe, thấp giọng hỏi. Muốn ăn cái gì? Cô khẽ giật mình, ngẫm nghĩ một lát sau cẩn thận đề nghị nói. Hoắc tổng, hay là tôi mời ngài ăn cơm đi? Dù sao cũng là mình muốn tìm linh cảm, mặc dù nói thời gian thì cô mua không nổi. Nhưng một bữa cơm, chẳng lẽ còn không mời nổi, hoác gia hành liếc mắt nhìn người bên cạnh có chút khẩn trương, ngừng một chút nói. Ăn xong rồi nói. Chu sơ niên. Bởi vì cô không biết ăn cái gì, cuối cùng hoác gia hành đưa cô đến một nhà hàng tư nhân, vừa mới xuống xe, chu sơ niên đã thấy rất thích nơi này, nhà hàng tư nhân ở trong ngõ hẻm nên xe không lái vào được, hai người phải đi bộ một đoạn, ngõ nhỏ có chút hẹp, hai bên gạch đỏ. Ngói trên tường còn mang theo màu xanh lá, giống như là dây thường xuân từ phía dưới leo lên trên khiến vách tường thêm một vòng sắc thái chu sơ niên rất có hào hứng nhìn xem nhìn không được nói câu chỗ này gần giống nơi tôi ở gu nét mặt cô mang ý cười nói chỗ tôi ở là cổ trấn phần lớn khách sạn đều giống như thế này rất đẹp cũng rất yên bình cô sống ở cổ trấn từ bé đến lớn đối với những thứ mang nét cổ xưa đều rất thích chu sơ niên đã từng vẽ vào manga nơi tình cảm của nam nữ chính đa phần là phát triển ở cổ trấn, cô quen thuộc cổ trấn hơn so với người khác, nghe vậy, hoác gia hành thản nhiên cười một tiếng. Có cơ hội sẽ đi cổ trấn của em tham quan. Được. Cô nói. Cổ trấn của chúng tôi rất đẹp. Vừa nghĩ tới nhà của mình, trên mặt của cô tràn đầy ý cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, mặt mày nhu hòa, so với ánh nắng chiều còn đẹp hơn mấy phần, hoác gia hành ngắm nhìn, nháy mắt sững sờ, chậm chậm rãi anh lặng lẽ dời ánh mắt đi, chủ quán cơm cùng hoắc gia hành là người quen, thấy chu sơ niên không khỏi trêu ghẹo một phen hỏi anh có phải dẫn người nhà đến ăn cơm hay không? Hoắc gia hành trả lời như thế nào đây? Em gái, Chu Sơ Niên nghe, có chút không khống chế được đè ép tim đập của mình, nắm lỗ tai nhỏ không trả lời, bữa cơm tối này ăn rất vui vẻ. Đồ ăn tất cả đều là món cô thích, Chu Sơ Niên hưng phấn ăn, cô cũng không quan tâm đến người đối diện là ai, chỉ chăm chú ăn của mình, hoắc gia hành cục mắt xuống suy nghĩ, nhìn chăm chú nửa ngày, đột nhiên hỏi. Không ăn hành sao? Đúng vậy. Chu sơ niên kinh ngạc nhìn về phía anh. Hoắc tổng có phải anh cũng không ăn hành đúng không? Đồ ăn trước mắt, không có món nào có hành tỏi. Lúc đầu cô thấy còn kinh ngạc, nhưng hồi tưởng lại lúc ăn cơm, cũng không thấy hoắc gia hành ăn, hoắc gia hành dừng một chút, thản nhiên gật đầu. Không ăn. Chu Sơ Niên cười cười, nhìn không được nói. Thật là giống nhau. Từ nhỏ đến lớn cô đều không ăn hành tỏi, lúc đầu ba chu mẹ chu còn khuyên cô ăn, nhưng sau khi khóc mấy lần thì không ép cô nữa. Cho nên chỉ cần là người quen thuộc đều biết cô không ăn hành tỏi, lúc gọi món ăn sẽ dặn dò, nhưng cô không nghĩ tới hoác gia hành cũng như vậy. Hoác gia hành nhìn chầm chầm món cô ăn. Cũng không thích ăn thịt. À, đúng, Cô nhỏ giọng nói. Không phải không ăn, là không thích ăn. Hoác gia hành đôi mắt sâu hơn, khẽ vuốt cầm, sau khi ăn cơm tối xong, Chu sơ niên đang suy nghĩ làm thế nào để nói với Hoắc gia hành về chuyện linh cảm. Hoắc gia hành đột nhiên hỏi. Làm sao để em có linh cảm? Chu sơ niên. Cô nghĩ nghĩ. Anh còn có việc gì không? Hoắc gia hành trầm thấp cười một tiếng. Không có việc gì, thời gian tối này đều cho em ánh mắt cô sáng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Vậy tôi mang anh đi một nơi nhé. Được. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm còn có ba hai ngôi sao tô điểm lấp lánh. Chu Sơ Niên mang hoác gia hành đi tới cửa hàng rất sáng tạo mà cô thường xuyên tới. Ở đây có thể vẽ tranh, cũng có thể tự mình làm việc. Tiệm này là trong lúc vô tình cô phát hiện ra, đã tới rất nhiều lần còn quen chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng là một phụ nữ trẻ, còn rất xinh đẹp. Sơ Niên ngày hôm nay cũng tới sao? Hứa nịch kinh ngạc nhìn cô, Chu sơ niên cười gượng, thấp giọng nói. Chị nịch nịch, em muốn đến vẽ một bức tranh, bây giờ còn có vị trí sao? Hứa nịch liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô, cười cười kêu lên. Hoắc tổng. Hoắc gia hành khẽ vuốt cầm, không nghĩ tới là chỗ cô. Đã lâu không gặp. Chu sơ niên ở một bên ngây ngốc nhìn, chỉ chỉ hai người. Hai người quen biết. Hứa nịch cười. Quen biết lông mày cô trao lên, chỉ vào Chu Sơ Niên hỏi. Đây là... Đã tìm được cô bé ấy. Hoác gia hành dừng một chút, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm xa cách, hứa nịch trong nháy mắt liền đã hiểu, chỉ vào một phòng nhỏ nói. Bên kia không có ai, Sơ Niên em đi vào đi. Được. Hứa nịch nhìn về phía cô. Hoắc Tổng là người mẫu của em. Chu Sơ Niên chần chờ một lát, Nhìn Hoắc Gia Hành nhẹ gật đầu, mềm giọng nói: "Tối nay thôi." Chỉ có đêm nay mà thôi, dù sao người như Hoắc Gia Hành đáp ứng cô mượn một đêm đã khiến cô cảm thấy bất ngờ, nhiều hơn cô cũng không dám nghĩ, hai người tiến vào phòng nhỏ, phòng nhỏ là ngày bình thường nơi hứa nịch ngồi vẽ tranh, cô ấy cũng là một người thích vẽ, nhưng cô ấy thích rất nhiều, vẽ chỉ là một trong số đó, cho nên trong căn phòng này còn bày biện rất nhiều đồ khác, có tự làm cái chén gốm sứ phía dưới cửa sổ còn trưng bày mấy cái rổ cùng mấy cây nhỏ, ngược lại làm cho căn phòng. Tràn đầy sức sống, Chu Sơ Niên nhìn về phía Hoắc Gia Hành, hơi kinh ngạc vì sao hai người lại biết nhau. Muốn biết vì sao tôi biết cô ấy. Chu Sơ Niên. Không ngờ tới. Cô không thể hỏi đi, Hoắc Gia Hành trầm thấp cười một tiếng, thấp giọng hỏi. Hai người quen biết bao lâu rồi? Hơn một năm. Năm thứ nhất đại học đã biết, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, đoạn này tôi để nguyên bản CV có biết sửa sao luôn mầm non có thể góp ý để mình sửa lại được không? Chu Sơ Niên rất thích, về sau hay tới đây, lúc ấy tiệm này còn chưa có nhiều khách, có chút quản cua ẻ, nhưng hứa nịch xưa nay không để ý, một mực dựa theo sở thích của mình làm, một thời gian lâu sau đó càng ngày càng nhiều người thích cửa hàng đặc biệt này, hoặc gia hành khẽ vuốt cầm. Cô ấy là vị hôn thê của bạn tôi. Chu Sơ Niên Quy A Quy hình như cô biết được bí mật lớn rồi, hoắc gia hành nhíu mày, nhìn chăm chú vào cô. Ừ, còn có trước đó. Hoắc gia hành nhìn bộ dáng cô khiếp sợ, cũng không đùa cô. Đùa em thôi. Ồ, không có gì vui. Cô nói thầm ở trong lòng, cô cầm bản vẽ ở một bên, không biết vì cái gì, khi đụng phải hoắc gia hành linh cảm đang mắc kẹt của cô đột nhiên lại thông thuận. Gần nhất cô đang vẽ manga mới, nhưng bởi vì linh cảm tắt nghẽn vẽ không ra, mà hiện tại. Cô đột nhiên có chút linh cảm, Chu Sơ Ni ngồi xuống, hoắc gia hành nhìn cô nửa ngày hỏi. Vẽ tôi. Có thể chứ. Hoắc gia hành như đang nghĩ đến cái gì, trên mặt mang ý vị thâm trường cười, đột nhiên đè thấp giọng hỏi. Tôi nghe nói mấy người vẽ tranh, rất thích vẽ hình thể. Quan sát đến khuôn mặt ngây ngốc của cô, hoắc gia hành lần nữa giấy lên tâm tư muốn trêu chọc cô vậy ngày hôm nay là muốn cởi quần áo ra vẽ sao? Chu Sơ Niên Chương 7 Giấc mơ bí ẩn Nguồn Mê truyện audio com Giọng nói của anh trầm thấp lọt vào tai, còn kèm theo nụ cười. Hoác gia hành thanh giọng vốn là hơi thấp, theo cô biết giọng anh thuộc loại có chút khàn khàn khêu gợi khiến cho người nghe có cảm giác lỗ tai muốn mang thai mà hiện tại. Giọng nói này đang đùa giỡn với cô, trêu chọc cô, có phải cởi quần áo không? Cô trợn mắt hốc mồm nhìn Hoắc Gia Hành, mặt bụp một tiếng liền đỏ bừng lên. Trong đầu bởi vì câu nói của anh, giống như đang nổ tung khói lửa, không kịp ngăn cản, tràn lan ra không trung, thật lâu cũng chưa tiêu tán, không ngừng vang lên mặt, cổ, thậm chí mang tai đều nhiễm lên đỏ ửng, đôi mắt cô sáng long lanh nhìn Hoắc Gia Hành, há to miệng, nhưng không nói nên lời, sau khi nghẹn đủ rồi, cô nhổ ra một câu Hoắc tổng. Hoắc gia hành trầm thấp cười một tiếng, công công khóe miệng nói. Đùa em chơi, bây giờ còn khẩn trương sao? Chu sơ niên. Chơi kiểu này không vui chút nào, cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc gia hành, cũng không biết dũng khí đến từ nơi nào, kéo cái bàn vẽ một bên qua, bắt đầu ra lệnh cho anh. Hoắc tổng ngài ngồi lên cái ghế salon ở đằng kia đi, tìm tư thế thoải mái ngồi là được rồi. Hoắc gia hành quan sát đến ánh mắt của cô, lông mày nhướng lên hỏi. Ngồi là được rồi. Đúng vậy. Không cần nằm. Chu sơ niên. Không cần. Hoác gia hành nhìn chăm chú cô một lát, cong môi, làm theo lời cô nói, lại đùa tiếp, xem chừng cô bé trước mắt sẽ trực tiếp đạp cửa đi ra khi chu sơ niên vẽ tranh, sau lúc bình thường yên tĩnh hơn nhiều, ánh mắt kiên định, giữa lông mày nhiều tia nghiêm túc, cô quan sát đến ngũ quan của hoác gia hành, không thể không nói hoắc gia hành lớn lên thật đẹp, mấy lần trước, cô đều vội vàng vẽ xuống, xuống bút nhanh, không có nhiều thời gian đi quan sát kỹ lưỡng, thậm chí có một lần là mơ hồ vẽ ra, nhưng hiện tại khác rồi. Người trước mắt không chút che chắn mặt cô tùy ý quan sát. Hôm nay hoác gia hành mặt rất đơn giản, quần màu đen và áo sơ mi, nổi bật lên cả người thành thục. Anh chỉ ngồi ở chỗ đó cách cô không xa, nhưng cô có thể cảm nhận được khí chất của anh rất khác biệt. Chu sơ niên ánh mắt từ dưới lướt lên, rơi vào mặt của anh, khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng cùng với đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô muốn đắm chìm trong đó. Cô sững sờ, giật mình hoàn hồn, muốn che giấu cúi đầu xuống vẽ. Hoắc Gia Hành là một người mẫu tốt, khi cô vẽ dường như động tác không hề thay đổi, một mực duy trì tư thế lúc đầu cho tới khi Chu sơ niên buông bút tâm trí rời khỏi bản vẽ ngước mắt nhìn về phía anh. "Xong rồi." "Vâng." Hoắc Gia Hành đứng dậy, đi đến phía sau cô. "Tôi xem một chút." "Được." Hoắc Gia Hành nhìn bức vẽ trước mắt, trong mắt mang theo ý cười. "Vẽ rất đẹp." "Cảm ơn." Chu Sơ Niên là người làm việc nghiêm túc, mặc dù đối mặt với Hoắc Gia Hành có chút khẩn trương, nhưng vẫn phát huy sở trường của mình rất tốt. "Có thể tặng tôi không?" Chu Sơ Niên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía anh hỏi. Anh muốn? Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cô dừng một chút nói. Nhưng còn có chút chi tiết muốn sửa. Hoác gia hành trầm thấp cười một tiếng. Vậy thì chờ em sửa xong đưa cho tôi. Được. Bóng đêm như mực, hai người từ trong tiệm ra. Chu Sơ Niên đứng một bên Hoác gia hành, song song đi ra, cửa hàng mở ở trong trung tâm thương mại, ở đây còn có rất nhiều người vì giờ chưa tới giờ các cửa hàng đóng cửa, ngày hôm nay đúng lúc là chu ngủ, một, buổi tối người ra ngoài không ít, chu sơ niên mặc bên trên là áo len, trong tiệm của hứa nịch còn ổn, vừa ra bên ngoài cô cảm thấy hơi lạnh ùa vào, cô cúi đầu nhìn mũ của mình, suy nghĩ một chút vẫn bỏ ra. Lạnh. Hoác gia hành bước chân dừng lại, hơi cục mắt xuống nhìn cô chăm chú, cô ừ một tiếng, có một chút. Hoác gia hành đảo mắt nhìn một vòng, thấp giọng nói. Chờ tôi ở đây một lát." Nói xong, không đợi Chu Sơ Niên phản ứng, Hoắc Tổng đã đi tới chỗ khác, bước rất nhanh làm cô theo không kịp. Suy tính mấy giây sau, Chu Sơ Niên thành thật đứng tại chỗ chờ anh, khác biệt duy nhất chính là cô đội cái mũ vô cùng đáng yêu kia lên, đúng như Trần Thiến nói nhìn cô giống như cô bé 15 tuổi, cô đứng tại chỗ, vừa đem mũ đội lên, không ít người đi qua nhìn về phía cô. Mũ của cô ấy thật đáng yêu. Đúng vậy, dễ thương quá mẹ ơi con muốn mua khi trời mùa đông tuyết rơi khẳng định càng đẹp chu sơ niên xấu hổ xoay người đưa lưng về phía mọi người cúi đầu nhìn điện thoại trần thiến gửi tin nhắn cho cô lúc nào trở về mặc dù tớ yên tâm với hoác tổng nhưng vẫn phải quan tâm chu sơ niên cười một tiếng cong cong khóe miệng về ngay đây trần thiến chụp kiểu ảnh cho tớ xem một chút cậu có đội mũ không chu sơ niên vừa mới đội, trước đó nhét vào trong túi. Mặc dù lời nói như thế, cô vẫn cầm điện thoại lên tự chụp. Chu Sơ Niên không quá thích tự chụp ảnh, nhưng tạo hình ngày hôm nay khá đáng yêu. Cô chụp mấy bức nghỉ ngợi gửi một tấm cho Trần Thiến, gửi hai tấm cho mẹ Chu. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười, cô khẽ giật mình, quay đầu nhìn người tới, hoắc gia hành nhìn lên cô bé đội mũ màu đỏ trước mắt, đè ép khóe miệng cười hỏi. Bao tuổi rồi? Chu Sơ Niên nói xong hoác gia hành trầm thấp cười một tiếng. Mặc quần áo vào. a, à. cô kinh ngạc nhìn cái túi trước mắt, nhãn hiệu trên túi cô cũng biết, đó là những hiệu của hãng thời trang cao cấp, thiết kế quần áo rất đẹp nhưng vì giá quá đắt cô không mua nổi. Cô chỉ chỉ, nhìn về phía hoác gia hành. Cho tôi sao? Hoác gia hành khẽ vuốt cầm. Xem như quà cảm ơn. Anh lời ít mà ý nhiều bổ sung cảm ơn về bức vẽ. Chu sơ niên vừa muốn cự tuyệt, liền bị hoắc gia hành cho cản lại. Mặc vào. Suy tính mấy giây sau, cô vẫn đưa tay nhận lấy. Cảm ơn hoắc tổng. Cô quyết định nhất định phải vẽ tranh thật tốt, ít nhất cũng phải đền bù giá cả của bộ quần áo này, mặc dù khả năng rất thấp về tới trường học. Trần Thiến đối với bộ quần áo của cô phát biểu hơn 500 chữ khen ngợi. Hoắc tổng ánh mắt không tồi nha, bộ này rất hợp với cậu. Quần áo là màu ấm áp, áo khoác màu sáng cũng không quá dày, thời tiết này mặc vừa vặn, kiểu dáng mới rất thích hợp cho cô nàng tràn đầy sức sống. Trong túc xá chỉ có hai người bọn họ, cuối tuần Tiểu Ngư Nhi cùng bạn học đi ra ngoài chơi, một người bạn cùng phòng khác là người địa phương đã về nhà, Chu Sơ Niên nhìn sang. Chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới lời nói của Hoác Gia Hành khi mình mặc bộ này vào ánh mắt của anh thâm thúy, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chăm chú vào cô, thanh âm trầm thấp. Chậm rãi nói. Rất hợp với em. Vừa nói anh còn cố ý nhìn cái mũ trên đầu cô, bổ sung nói câu. Mũ cũng rất đẹp. Chu sơ ni nghĩ đến, nhìn không được che che mặt. Làm sao bây giờ, cô cảm giác mình có chút không đúng cho tới khi nằm ngủ. Chu Sơ Niên ép buộc mình không được nghĩ những chuyện buổi tối phát sinh mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sau ngày hôm đó, cô khôi phục cuộc sống thường ngày, không bị dục bản thảo linh cảm cũng có, mỗi ngày cùng Trần Thiến Niên, ngẫu nhiên cho Tiểu Thiên chút phúc lợi, thời gian trôi qua rất nhàn nhã, còn có bức vẽ của Hoắc Gia Hành, trước đó cô đã sửa xong các chi tiết, nhưng đáng tiếc. Gần đây Hoắc Gia Hành không ở trong nước, bức vẽ vẫn chưa đưa cho anh được ngồi ở thư viện, Chu Sơ Niên không khỏi nghĩ đến Hoắc Gia Hành, đang ngẩn ngơ, Trần Thiến từ một bên nhô đầu ra, cậu đang làm gì vậy? Chu Sơ Niên lường cô một cái. Ngẩn người nghĩ gì thế? Có chút nhàm chán. Cô mở sách ra nhìn, nói với Trần Thiến. Thiến Thiến. Gì? Tối hôm qua tớ nằm mơ. Nghe vậy, Trần Thiến sợ sệt dây lát, nhìn cô chầm chầm. Vẫn là ác mộng đấy sao? Không hẳn. Thanh âm của cô nhẹ bẩn, cảm giác như đang kể chuyện xưa. Trong mơ có thêm một người. Cảnh trong mơ không rõ ràng, sau khi tỉnh lại cô chỉ nhớ rõ mình gọi một tiếng anh ơi nhưng mà chu sơ niên biết rõ mình không có anh trai kể cả anh họ đều không có như vậy anh trong mơ là ai cô không biết trần thiến hiểu rõ cô biết rất nhiều chuyện của chu sơ niên như là biết cô hay mơ một giấc mơ đặc biệt khi đến mùa đông cơ hồ mỗi đêm đều là ác mộng ngủ không ngon ngay cả biên tập của chu sơ niên cũng biết chuyện này khi mùa đông rét đậm cũng không dục bản thảo của cô, Trần Thiến nhìn cô nửa ngày, nhẹ giọng hỏi. Hỏi cha mẹ cậu chưa? Hỏi rồi. Chu Sơ Niên gật đầu. Bọn họ nói đó chính là một giấc mơ. Nhưng cô cảm thấy không đơn giản như vậy, Trần Thiến nhìn cô nửa ngày, vỗ vỗ bả vai cô. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ từ. Hai người tiếp tục xem sách, không đề cập lại vấn đề vừa rồi. Hoác gia hành gần đây ra nước ngoài đàm phán, sau khi công tác xong, anh đi thành phố khác, vừa vặn bà Hoắc đang làm việc ở đó, anh qua thăm một chút, thuận tiện hỏi chút tình huống. Mẹ! Khương nghiêng nghiêng xùy một tiếng. Mẹ biết ngay con tới tìm mẹ không đơn giản chỉ là quan tâm bà già này. Hoắc gia hành! Anh chột dạ sờ lên cái mũi của mình, thấp giọng nói. Giống chứ! Hoắc mẹ nhìn ảnh chụp trong tay, là một cô bé đội chiếc mũ màu đỏ, mặt mày cong cong cười lên, nụ cười rất ngọt, có thể khiến người hòa tan. Bà chăm chú nhìn thật lâu, mới ngước mắt nhìn về phía con trai mình. Tại sao không đi hỏi chú chu của con? Vâng. Hoắc gia hành giải thích. Sợ chú thất vọng. Khương nghi nghiêng hiểu rõ ý nghĩ con trai mình, ngẫm nghĩ một lát hỏi. Điều tra kết quả đâu? Hoắc gia hành trầm giọng nói. Không có kết quả. Điều tra không có kết quả càng dễ dàng để cho người ta nghi ngờ, yên tĩnh một lát, Khương nghiêng nghiêng nói. Tháng sau mẹ sẽ bớt chút thời gian về nước, con dẫn mẹ đi gặp cô bé này nhé. Vâng. Khương nghiêng nghiêng nhìn anh, nhấp một chút cà phê, để vị đắng lan tràn khắp khoang miệng, mới cục mắt xuống an ủi anh. Nếu như không phải, đừng quá thất vọng. Con biết. Hai người trò chuyện một chút, Hoắc gia hành nhìn thời gian nói. Con đi trước. Từ Khương nghiêng nghiêng nhìn anh, nhắc nhở một câu. Đừng nhầm lẫn cảm giác của mình. Hoác gia hành sợ sệt, biết ý bà nói. Thân hình anh cao, đứng tại chỗ dừng lại một lát, mới nói. Sẽ không? Anh hiểu rõ, khi nhận được tin tức của Hoác gia hành, là hơn nửa tháng về sau, Chu Sơ Niên vừa lúc ở túc xá cùng biên tập của mình nói chuyện, chủ biên muốn mùa đông năm nay cô mở hố mới, thỏa mãn các fan của cô, nhưng Chu Sơ Niên sợ mình không lo được, khi cô mất ngủ lâu ngày tinh thần sẽ sa sút nhưng năm nay khi biên tập nói lại việc này cô có chút động lòng muốn thử có thể là bởi vì gần đây linh cảm nhiều cho nên có chút nhịn không được tôi suy xét một chút đi biên tập từ một tiếng cũng đừng quá miễn cưỡng em có thể một tuần hai tập mọi người cũng sẽ thỏa mãn em biết mà chu sơ niên đối với người trong video cười cười để em ngẫm lại sáng mai cho chị đáp án nha Tắt video, điện thoại di động nhân được tin nhắn là của Hoắc Gia Hành. Vừa trở về. Chương 8. Đến tham quan công ty. Nguồn. Mê truyện audio.com Chu Sơ Niên khẽ giật mình, đôi mắt sáng lên. Thật sự, Hoắc Gia Hành. Ừ, cô còn không có kịp phản ứng, Hoắc Gia Hành đột nhiên hỏi. Buổi chiều có tiết học không, Chu Sơ Niên mắt nhìn thời khóa biểu của mình, thở dài thường thường có, có hai tiết, hoác gia hành. Chăm chỉ học tập, chu sơ niên, vân, một lúc sau, hoác gia hành cũng không trả lời lại tin nhắn của cô, buổi chiều ánh nắng còn lưu lấy một tia ấm áp, cô ngồi một mình trong ký túc xá, Trần Thiến đi sang phòng bên cạnh chơi để không quấy rầy cô cùng biên tập nói chuyện phím. Còn hai bạn khác đều không ở trong phòng, chu sơ niên cầm một cây bút vẽ, chống cầm nhìn giá vẽ trước mắt một lát mới từ một bên rút ra bút, muốn vẽ tranh phân tán sự chú ý của mình, vừa để bút xuống, Trần Thiến liền trở về, cô đứng sau lưng Chu Sơ Niên nhìn qua, nhíu mày hỏi. Hoắc tổng trở về rồi. Chu Sơ Niên. Cô kinh ngạc nhìn lên giá vẽ trước mặt, phía trên vẽ nhân vật đơn giản hóa, rất rõ ràng là Hoắc gia hành, Trần Thiến phục cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Chu Sơ Niên nói. Thật trở về rồi à. Cô cảm thấy, Trần Thiến tựa như thầy bói, cái gì cũng bị cô ấy đoán được sau khi nghe xong chu sơ niên nói trần thiến lười nhác dựa vào cái ghế phía sau lưng ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà im lặng liếc mắt vậy cậu không biết hỏi tiếp à hỏi cái gì trần thiến chật một tiếng liếc mắt nhìn cô nói tốt xấu gì cậu cũng là tác giả manga tình yêu thiếu nữ cậu không biết lấy cớ để tiếp tục câu chuyện sao cô ấy lại nói ra mấy cái cớ như là hỏi hoắc tổng lúc nào có thời gian cậu đem bức tranh lần trước đưa cho anh ta, hoặc là nói cảm ơn anh ta đã đưa cho cậu bộ quần áo, cậu mời anh ta ăn cơm. Một lúc lâu sau, Chu Sơ Niên biểu thị mình học được lúc cô sáng tác manga thì nghĩ ra rất nhiều cách, đến khi phát sinh trên người mình lại phản ứng chậm chạp. Hoắc gia hành mới từ sân bay ra, ngay lập tức trả lời tin nhắn của cô, anh liếc mắt nhìn Đặng Dương, trầm giọng hỏi. Công ty tình huống như thế nào? Đặng Dương tiếp nhận hành lý của anh, thấp giọng nói. Tất cả bình thường, không có biến đổi quá lớn. Ngừng một chút nói. Ông Tổng có đến tìm ngài. Nghe vậy, hoác gia hành hơi quay đầu, cúi đầu đem ống tay áo sơ mi vén đến chỗ khuỷu tay, chỉ là một hành động lơ đảng cũng dẫn tới ánh mắt không ít người. Đặng Dương mắt nhìn, chỉ cảm giác ông chủ của mình càng ngày càng có mị lực. Buổi chiều tôi có công việc gì không? Không có. Hoác gia hành ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp. Đưa tôi đi gặp ôn tổng. Vâng. Thời tiết trong nước cùng nước ngoài khác biệt, trong nước thời tiết đã lạnh lên, trên đường phố mọi người đều bọc áo khoác cùng áo len, hoác gia hành ngồi ở trong xe, nhìn chầm điện thoại di động một lát, mới gửi cho ôn nhiên, cũng chính là người trong miệng đặng dương. Ôn tổng một tin nhắn, không bao lâu, hoác gia hành đến đại sảnh công ty của ôn thị, đi về phía trước hấp dẫn một đám người nhìn chăm chú nghị luận ầm ĩ ông chủ của ôn thị cùng hoắc gia hành là bạn bè hai người tuổi tác tương tự cho dù tính cách khá khác nhau nhưng quan hệ lại rất không tệ ôn nhiên nhìn người phong trần mệt mỏi đi về phía mình đuôi lông mày nhướng lên gấp không kịp chờ như vậy sao hoắc gia hành nhàn nhạt ứng tiếng thuận thế ngồi ở trên ghế salon. có kết quả giọng nói âm u mang theo điểm mong đợi lại giống là đè nén một loại chờ mong nào đó nhiều năm như vậy Hoác gia hành trải qua một lần lại một lần thất vọng, mỗi một lần đều mang theo chờ mong, có thế kết quả cuối cùng lại là một lần một lần để anh lâm vào tuyệt vọng, ôn nhiên để trợ lý rót hai chén nước ấm, nhấp miệng nói. Cậu xem trước một chút tư liệu đi, đây là cậu cho tôi điều tra hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên của cô ấy. Từng. Hoác gia hành trồng mắt nhìn xem, khi nhìn đến vài chữ, trong đầu hiện lên quyển sách lần trước cô mua tại tiệm sách kia, anh công môi, mắt nhìn hết tư liệu, Ôn Nhiên mới lên tiếng. Tạm thời còn không xác định có phải là cô ấy không. Tôi biết. Trước khi có đầy đủ bằng chứng để khẳng định, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Ôn Nhiên ngẫm nghĩ một lát mới hỏi. Nếu như phải, cậu muốn nói cho cô ấy chân tướng sự tình sao? Hoắc Gia Hành khẽ giật mình, không trả lời, nếu như chưa xem phần tài liệu này, anh sẽ, nhưng sau khi xem xong, anh không xác định, Hoắc Gia Hành không ở lại lâu cùng Ôn Nhiên liền cầm tư liệu rời đi trực tiếp trở về công ty buổi chiều học tương đối buồn tẻ trong phòng học rất nhiều bạn ngủ thiếp đi chu sơ niên cũng buồn ngủ giữa trưa cô không ngủ bây giờ buồn ngủ vô cùng vào đông ánh nắng ấm áp chiếu vào lại càng dễ dàng khiến người ngủ gật cô đang thất thần nghĩ đến cuộc nói chuyện với biên tập lúc giữa trưa cân nhắc xem có nên mở hố mới hay không điện thoại ở bên cạnh rung lên chu sơ niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn đột nhiên chấn động làm trần thiến đang ngủ bên cạnh dọa sợ cậu làm sao? Xuyệt. chu sơ niên cẩn thận từng ly từng tí nói cậu ngủ tiếp đi trần thiến ồ một tiếng đổi tư thế đưa lưng về phía cô tiếp tục đi vào mộng đẹp chu sơ niên tránh đi ánh mắt giáo viên cúi đầu nhìn tin nhắn bốn giờ chiều tan học cô nói đột nhiên nhớ tới giữa trưa trần thiến nói cho mình lập tức bổ sung một câu hỏi Hoắc tổng này lúc nào có thời gian bức tranh kia đã hoàn thành, tôi đưa cho ngài, hoác gia hành thản nhiên cười một tiếng. Không cần, tôi đón em, Chu Sơ Niên. Có phiền ngài không, hoác gia hành? Sẽ không, 4.3 không đến cửa trường học đón em được không, Chu Sơ Niên? Được. Tiết học tiếp theo đột nhiên cô tràn đầy nhiệt tình cùng tinh thần, múa bút thành văn, sắp tan học, Chu Sơ Niên liền muốn lôi kéo Trần Thiến chạy, kết quả phía trước có bạn học xông ra, là đàm bác Thụy. Sơ Niên. Chu Sơ Niên bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn nam sinh trước mắt. Có chuyện gì không? Đàm bác Thụy cười một cái nói. Sáng mai sinh nhật tớ, mời cậu bữa cơm dự sinh nhật, cậu đến nhé. Nghe vậy, Chu Sơ Niên khẽ giật mình, vừa muốn cự tuyệt Trần Thiến lại kéo quần áo cô, cô trầm mặt dây lát, mới nhẹ nói. Để xem đã, sáng mai khả năng tớ có việc cần hoàn thành. Đàm bác Thụy há to miệng, nhìn cô gái trước mặt chu sơ niên rất xinh đẹp trên người cô luôn có loại mị lực hấp dẫn những người khác trong lớp người thích chu sơ niên không phải số ít nhưng đàm bác thụy là người duy nhất biểu hiện rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác chu sơ niên không thích anh ta thậm chí còn có chút chán ghét về phần tại sao chán ghét không có ai biết đàm bác thụy thản nhiên cười một tiếng có chút đắng chát được nếu cậu không có việc gì chúng ta cùng đi ăn cơm đi đều là bạn học Cô đáp ứng. Tớ còn có việc phải đi trước nha. Ok. Chu sơ niên lôi kéo Trần Thiến chạy về ký túc xá, bỏ đồ vật xuống, cầm lên bức vẽ mình vẽ cho hoác gia hành lại vội vã ra cửa. Trần Thiến nhìn bóng dáng cô chạy chậm bất đắc dĩ thở dài nói. Thật sự là, con gái lớn không thể giữ ở nhà. Cửa trường học, một chiếc ô tô màu đen dừng ở ven đường, chu sơ niên cúi người xuống, sửa sang mái tóc bị gió thổi loạn của mình đi tới hướng bên kia, không chú ý phía sau mình có bạn học, cô gõ gõ cửa sổ xe, đối diện với cặp mắt mang theo ý cười của Hoác Gia Hành, có trong nháy mắt sững sờ, đã lâu không gặp, Hoác Gia Hành giống như càng thêm đẹp trai, khuôn mặt thanh tú làm cho cô càng thêm quen thuộc. Lên xe. Được. Cô lên xe, xe rời đi trường học, bên cạnh bạn học đẩy đàm bác Thụy bả vai, xùy một tiếng. Khi là chu sơ niên phải không? Đúng vậy, đây là bạn trai sao? không đến mức đi. Có người nói cô ấy không phải là không có trai sao? Một người khác tức giận nói ai biết được nếu là không có bạn trai vì cái gì một mực cự tuyệt Thụy Ca, huống chi hành động ban nãy Chu Sơ Niên không phải người địa phương đi hẳn không phải là người thân đâu. Đàm Bác Thụy híp híp mắt nghĩ đến biển số xe vừa nãy nói cô ấy không phải người địa phương về phần tới đón cô là ai? hắn cũng không rõ ràng có người an ủi vỗ vỗ đàm bác thụy bả vai nói đừng suy nghĩ nếu thật có bạn trai từ bỏ là được nữ sinh nhiều như vậy cũng không phải chỉ có mỗi cô ta nghe vậy đàm bác thụy im lặng giật giật môi không có đáp lời mấy người kề vai sát cánh tiếu tiếu nói đi ăn cơm đi sáng mai hỏi một chút liền biết rồi là đây mấy người quay người hướng một bên khác đi mà chu sơ niên đối với những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi lên xe, cô ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi yên lặng một chút cũng không dám hành động lung tung. Ngẫu nhiên, lặng lẽ nhìn một chút hoắc gia hành, sau đó lại chột dạ thu hồi ánh mắt của mình, hoắc gia hành thản nhiên cười một tiếng, ghé mắt liếc nhìn cô một cái, nhíu mày. Thế nào? Chu sơ niên trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói. Cảm giác hoắc tổng ngài. Khác không ít. Thật sao? Vâng. Giọng nói mang theo tiếng cười, hoặc gia hành khiến cho người ta cảm giác không có quá nhiều khoảng cách. Vậy trở nên tốt hay là không tốt? Chu sơ niên khẽ giật mình, lúc này mới thật lòng dò xét gò má của hắn, chăm chú nhìn chốc lát, cô mềm giọng nói. Cảm giác ngài gầy đi. Cô từng vẽ người trước mắt, đối với khuôn mặt của anh cùng thân hình coi như hiểu khá rõ, hoặc gia hành hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước từ một tiếng, không hổ là học vẽ, khác một chút cũng có thể nhìn ra. Anh miễn cười nhìn cô. Từ nhỏ đã thích vẽ tranh sao? Đúng vậy. Nói đến chuyện mình hứng thú, Chu Sơ Niên liền nói khẽ. Bởi vì tôi ở trấn nhỏ, cha mẹ tôi không mua cho tôi máy ảnh, về sau tôi tự học vẽ, gặp được chuyện thú vị cũng sẽ theo thói quen vẽ lại. Khi đến cấp 2, cha mẹ tôi thấy tôi thích liền cho tôi đi học. Học được mấy năm? đến tốt nghiệp trung học. Cô cười một cái nói. Đại học sau liền không có thời gian học. Hoác gia hành công môi, nhìn cô thấp thỏm ánh mắt, nói. Vẽ rất đẹp. Cảm ơn. Cô nói đến đây liền không dừng được. Hoác gia hành ngẫu nhiên đáp lại, dẫn dắt cô nói tiếp. Hai người trò chuyện suốt dọc đường. Sau khi xe dừng lại, Chu sơ niên mới ngửa đầu nhìn khung cảnh trước mắt, sửng sốt một chút hỏi. Đây là đâu? Hoác gia hành xuống xe, mở cửa xe cho cô nói. Công ty của tôi. Chu Sơ Niên sững sờ, đột nhiên nghĩ đến mình hơn 4 tháng trước nói một câu, đó là khi cô phát bản thảo có nói thêm, cô hiểu rất rõ cổ trấn nên vẽ ra rất chân thực, nhưng với các công ty lớn thì không biết nhiều lắm. Bình thường cũng không được đi vào tham quan, cho nên khi vẽ chỉ có thể ở trên mạng tìm tài liệu, nhưng khi vẽ ra lại không như ý muốn. Lúc ấy Lý Chính ở ký túc xá đang nói chuyện về một đàn chị được đi gia thịnh tập đoàn thực tập, thần xui quỷ khiến Chu Sơ Niên lại có mong muốn, đăng lên vòng bạn bè nói hy vọng được vào gia thịnh nhìn xem, thưởng thức một chút, dù sao người thiết kế văn phòng cho gia Thịnh tập đoàn là nếp, một người thiết kế nổi tiếng, mà hiện tại, hoặc gia hành mang cô đến đây, anh đây là, nhìn bài viết của cô hơn 4 tháng trước. Chương 9 Anh trai Nguồn Mê truyện audio.com Ý nghĩ này chợt lóe lên, Chu Sơ Niên vội lắc đầu, cô cảm thấy chuyện này không có khả năng nhất định là mình nghĩ nhiều khoác gia hành ở mỹ làm gì có thời gian nhìn vòng bạn bè của mình huống chi cho dù anh có thời gian cũng không có lý do nhìn vòng bạn bè của mình cô tự nhận chuyện này không thể nào tồn tại khả năng duy nhất có lẽ là trùng hợp chỉ là trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao cô cũng không rõ ràng lắm tập đoàn gia thịnh tọa lạc ở khu vực trung tâm vô thị giao thông bốn phía thông suốt Tiền thuê tự nhiên cũng đắt đỏ. Chạng vạng tối, mặt trời lặn ánh nắng chưa kịp tắt chiếu lên tòa nhà. Chu sơ niên nhìn có chút hoa mắt, kỳ thật trước kia cô có tới đây, nhưng đều là ở phía xa xa nhìn lại, chưa bao giờ đi vào. Tòa nhà rất cao, trong đầu của cô hiển hiện một chút tin tức liên quan tới tòa nhà này. Gia Thịnh từ khi thành lập liền tuyên truyền, Gia Thịnh ban đầu có danh tiếng là ở nước ngoài, mấy năm trước mới chuyển về trong nước nhưng thời gian mấy năm cũng đã trưởng thành nhanh chóng, lập tức trở thành công ty bất động sản mà ai cũng biết. Không những thế gia thịnh còn phát triển rất nhiều ngành nghề khác, những thông tin này là lần trước nghe diễn thuyết Chu Sơ Niên mới biết, trước đó, cô biết về gia thịnh chủ yếu là liên quan tới ông chủ của họ. Hoắc gia hành. Mà hiện tại, cô lại cùng ông chủ của gia thịnh đứng ở đây, thật là chuyện chưa bao giờ cô nghĩ tới. Hoắc gia hành hơi cục mắt xuống quan sát đến ánh mắt của cô, thần sắc thản nhiên nhắc nhở nói. Muốn vào xem một chút sao? Chu sơ niên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn qua anh. Chúng ta là tới. Làm cái gì? Nghe vậy, hoác gia hành đè ép xuống ý cười bên khóe miệng, giải thích nói. Lần trước không phải em nói muốn đến xem à? À. Chu sơ niên giật mình chốc lát, trừng mắt nhìn nhìn hắn. Tôi đã nói sao? Đúng vậy nhìn khuôn mặt khẳng định của Hoắc Gia Hành, Chu Sơ Niên nhất thời không nghĩ lúc nào mình đã nói câu đó, cô nhíu mày suy nghĩ 10 giây vẫn không nhớ ra được. Nhưng nhìn Hoắc Gia Hành nói nghiêm túc, cô lại nhịn không được nghĩ mình là có nói qua không. Có lẽ thật sự là lúc nói chuyện phím lơ đãng nói ra suy nghĩ này. Chu Sơ Niên nghĩ vậy, cười cười xấu hổ hỏi. Có thể vào xem một chút sao? Có thể. Anh trả lời. Vậy làm phiền anh hai người đi vào bên trong, trong đại sảnh nhân viên tiếp tân thấy ông chủ mình dẫn một cô bé, vị thành niên, đi vào, trừng lớn mắt. Hoắc, Hoắc tổng. Hoắc gia hành khẽ gật đầu, lãnh đạm xa cách dẫn Chu sơ niên đi đến thang máy, 10 phút sau, tin tức ông chủ mang theo một cô gái đến công ty được truyền khắp tòa nhà. Thậm chí các nhân viên đi nơi khác công tác cũng nhận được tin tức. Thân phận của Chu Sơ Niên cũng bị mọi người suy đoán nhưng cô không phát hiện ra điều gì, đi theo Hoác Gia Hành lên lầu, tâm tư dồn hết vào văn phòng của anh, văn phòng của Hoác Gia Hành trong tưởng tượng của cô có chút khác biệt, phòng làm việc của anh phong cách giản dị mà vẫn sang trọng, Chu Sơ Niên đi vào liền bị giá sách hấp dẫn. Cô chăm chú nhìn vài giây, Hoác Gia Hành quay đầu nhìn cô. Muốn uống gì? Gì cũng được. Chu Sơ Niên ánh mắt sáng sáng, nhìn Hoác Gia Hành. Tôi có thể chụp ảnh không? nội dung bản manga tiếp theo của cô sẽ vẽ như vậy. Hoắc Gia Hành Không bao lâu, Chu Sơ Niên ở lại văn phòng của anh, Hoắc Gia Hành đi ra ngoài nghe điện thoại, đại khái là rất bận đi. Cô quan sát thiết kế trong phòng một chút, trong đầu không ngừng suy nghĩ, có liên quan tới Hoắc Gia Hành, cũng có liên quan bản manga tiếp theo của mình, linh cảm liên tục không ngừng tràn vào, Chu Sơ Niên hận hiện tại không có giấy bút để vẽ ra tất cả. Sau khi xem xong, Hắc gia hành còn chưa trở lại, cô cũng không có ý định đi lung tung. Chu sơ niên ngồi xuống ghế salon, Quy cũ trả lời tin nhắn mọi người, trả lời xong hết, cô nhịn không được mở tin nhắn của biên tập, lời ít mà ý nhiều trả lời. Mở. Biên tập. Mở cái gì? Em muốn mở hố mới. Chu sơ niên. Đúng. Cuối tuần có thể chị sẽ thấy bản thảo mới. Biên tập. Bị kích thích rồi. Chu Sơ Niên nghẹn, có chút im lặng. Không có bị kích thích, chính là có linh cảm kích thích động lực. Biên tập Nội dung là gì, có thế sớm biết sao? Chu Sơ Niên Là chuyện hay, không thể nói trước cho chị. Biên tập Mỉm cười Di Cô đang cùng biên tập trò chuyện vui vẻ, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Chu Sơ Niên nhanh chóng gửi cho biên tập mấy tin nhắn liền thu hồi điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, trên mặt nhu thuận khẽ cười với hoác gia hành. Anh đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía cô, trong mắt có chút ý cười. Nhàm chán. Chu sơ niên lắc đầu. Không có, anh xong việc rồi sao? Ừ. Hoác gia hành, thấp giọng giải thích rõ ràng. Có chút việc gấp, để cho em chờ lâu. Anh nghiêng nghiêng đầu, cục mắt xuống nhìn điện thoại của cô. Đều chụp xong rồi có muốn xem chỗ khác không? Hình như không được tiện lắm. Cô muốn nhìn. Hoác gia hành khẽ giật mình, mắt lóe lên nhìn cô một cái. Sẽ không? Sau khi nhân viên tan làm, Chu Sơ Niên còn đi thăm phòng làm việc của anh, mặc dù không đi được hết nhưng cũng được vài chỗ. Hoác gia hành giống như là biết cô đang làm gì, không hỏi nhiều, tham quan kết thúc, đưa bức tranh cảm ơn. Hoác gia hành mời cô đi ăn cơm sau đó đưa Chu Sơ Niên trở về trường học. Trong bầu trời đêm điểm xuyết ba ngàn ngôi sao, sân trường ban đêm có khá nhiều người, có đôi tình nhân cũng có nhiều người kết bạn đi dạo. Chu sơ niên một mình cúi đầu chậm rãi đi về phía ký túc xá đi, khóe môi ý cười không ngăn được. Mọi người đều ở trong ký túc xá, khi Chu sơ niên trên mặt mang theo nụ cười, đôi mắt sáng ngời, nhìn người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Sơ niên, thế nào? Cô vừa ngồi xuống, nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi chỉ chỉ ha ha cười một tiếng nói. Buổi tối cậu đi đâu vậy? Chu sơ niên mềm mại ưng một tiếng. Cùng một người bạn ăn cơm. Bạn trai. Chu sơ niên. Cô còn chưa kịp trả lời, một bạn cùng phòng khác, vương thiên thiên từ phòng tắm ra, nghe lời này liền xùy một tiếng. Đàm bác Thụy sao? Cô yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, bật máy tính lên nói. Tớ không có bạn trai. Vương Thiên Thiên thần sắc cứng đờ, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn cô một cái. Thật sao Chu Sơ Niên không đáp lời, Trần Thiến ở một bên ho khẽ, giơ tay khoác bờ vai của cô hỏi. Thế nào, bức vẽ đưa chưa? Nói đến đây, Chu Sơ Niên cười cười. Đưa rồi. Hoác gia hành còn khen cô vẽ rất tốt, nghĩ đến đây Chu Sơ Niên tâm tình liền tốt hơn nhiều. Trần Thiến chật chật hai tiếng, nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, đưa tay nhéo nhéo cảm khái tớ đột nhiên có loại dự cảm. Cái gì? Khả năng tớ sắp không được bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn này nữa rồi. Chu sơ niên. Sau khi rửa mặt, Chu sơ niên mặc áo khoác ra hành lang gọi điện cho mẹ Chu, như một thói quen mỗi ngày cô đều sẽ gọi cho mẹ, cho dù là thời điểm bận rộn, cũng sẽ không hơn hai ngày mới liên hệ. Chu sơ niên đem hoạt động thường ngày của mình kể ra, lại hỏi thăm mẹ vài câu, đột nhiên nói. Mẹ, hôm qua con lại nằm mơ. Mẹ Chu khẽ giật mình, sửng sốt một chút mới hỏi. Mơ cái gì? Lại giấc mơ lúc trước. Vâng. Cô mấp máy môi, đứng tại hành lang ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, tiếp tục dãy dụ truy vấn. Thật sự con không có anh trai sao? Mẹ Chu trầm mặt chốc lát lại nói, giọng có chút khẩn trương. Đương nhiên không có. Bà an ủi Chu sơ niên. Cha mẹ chỉ có một đứa con gái nói xong mẹ chu nhanh chóng bổ sung một câu gần đây có phải do con quá mệt mỏi không thấy ác mộng hay cha mẹ ghé trường học thăm con nhé không cần không cần chủ đề được thành công chuyển hướng thẳng đến khi cúp máy chu sơ niên cái gì cũng không hỏi ra được đêm đó trong giấc của cô xuất hiện một bóng dáng một bé trai mặc một bộ tây trang ngồi sổng trước mặt một bé gái mặc váy công chúa buộc tóc đuôi ngựa bé gái hơi có chút mập mạp từ tầm mắt của cô nhìn bên này, lờ mờ có thế trông thấy trên mặt cô bé còn mang theo nước mắt, nước nở, ngồi sổn ở trước mặt là một cậu bé, một chút cũng không có ghét bỏ dùng ống tay áo của mình, giúp cô bé đem nước mắt lau sạch sẽ, nghiêng đầu dỗ dành bé gái, không bao lâu sau cô bé nín khóc mỉm cười. Hình ảnh thay đổi, cậu bé cầm trong tay một miếng bánh gato nhỏ, đang ngồi trước mặt cho cô bé ăn. Ngoại trừ không nhìn rõ khuôn mặt, còn lại hình dáng đều rất rõ ràng, rõ ràng đến mức như là một phần ký ức của cô vậy, chỉ là trước kia không nhớ ra. Chu Sơ Niên dãy dụa nhíu chặt lông mày, muốn nhìn về phía trước rõ một chút, điện thoại đặt dưới gối đột nhiên rung lên, hình ảnh cắt đứt, cô tỉnh lại. Chu Sơ Niên mở mắt ra, nhìn trần nhà sợ sệt chốc lát, mấy người còn lại đều ngủ rất say, cô vỗ vỗ mặt mình, lúc này mới tức giận cầm điện thoại xem, cô muốn biết đến cùng là ai quấy rầy giấc mơ của cô còn kém một chút cô sẽ thấy rõ mặt của hai người kia, mỗi lần tại điểm mấu chốt cô đều bị đánh thức. Vừa mở điện thoại, Chu Sơ Niên càng tức giận hơn. Phía trên hiện tin nhắn của đàm bác Thụy, hỏi cô ngủ chưa? Chu Sơ Niên cười lạnh, không trả lời tin nhắn, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Nửa đêm làm phiền giấc ngủ người ta. Sau khi kéo vào danh sách đen, cô lại không ngủ được. Chu Sơ Niên chui đầu vào gối cỏ sát, dù nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi giấc mơ kia. Cô vùng vẫy một lát, cầm điện thoại di động lên chơi một chút, lướt Weibo xem vòng bạn bè. Weibo của Chu Sơ Niên có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng khi phát Weibo không nhiều, đại đa số đều là đăng kỳ manga mới hoặc tuyên truyền truyện mới, hiếm khi đăng tin tức hàng ngày của mình. Nhưng dù như thế các fan hâm mộ của cô vẫn theo dõi, vô cùng thích cô. Trạng sáng 2 giờ, Hoắc Gia Hành vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi liền nhìn thấy Chu Sơ Niên đăng tin mới trên ủy bộ, là một bức tranh, phía trên vẽ một cậu bé cùng một cô bé đang nắm tay nhau. Cáp sần là Đào hố mới, chuyện xưa về thanh mai trúc mã, cậu cùng tôi lớn lên, tôi cùng cậu già đi. khi hi mình đã quay trở lại đây từ giờ mình sẽ cố gắng úp chương đều hơn mong chóng lấp hố. ba.